Đây là phần bài tiếp theo của kinh Pháp Cú, phẩm sanh yếu. Pháp Cú câu thứ năm: với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định vượt là tu. Đây có ai đang hận thù không? Thì ở trên đời này thì sống ở trên đời này thì cái nỗi khổ lớn nhất ở trên cuộc đời là cái nỗi khổ, là cái sự oan trái thù hận lẫn nhau. Thù hận lẫn nhau thì cho nên là trên đời sinh ra những cái nỗi khổ giữa con người với con người. Người với người sống thì cũng tạo cái mối oán thù, hận thù với nhau. Và ngay cả những cái loài vật sống cũng tạo nên những mối oan trái hận thù nhau. Và từ những cái sự oan trái mà sẽ dẫn đến những cái nỗi khổ như là chiến tranh, những cái cuộc chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, tai nạn, thì tất cả những cái đó đều sinh ra từ cái sự thù hận. Nếu mà sống ở trên đời mà không có thù hận thì cái cuộc sống sẽ an vui, sẽ con người đỡ phải đề phòng nhau, đỡ làm hại nhau. Thì càng ở những cái cõi khổ đau thì cái sự oan trái nó càng nhiều. Ví dụ như là những cái cõi khổ nhất như là địa ngục, thì ở những cái cõi đấy là do những chúng sinh chịu cái quả của những cái nghiệp bất thiện. Mà quả của nghiệp bất thiện chính là cái sự tàn hại lẫn nhau. Thế là cái loài này mà tàn sát, tàn hại cái người kia, sống ở trên đời tạo những cái nhân oan trái, và sau đó thì cho ra cái quả, nó là chiếm cái quả báo, là bị những cái nỗi khổ hành hạ không nhịn, hay là đến những cái nỗi khổ ở những cái loài chúng sinh. Thì sống theo cái quy luật đó là từ cái loài lớn là có thể tàn sát những cái loài nhỏ bé hơn, thì đấy cũng sinh ra những cái sự quan trọng hận thù. Rồi đến cái chúng sinh như ở loài người cũng không, cũng luôn luôn sống trong cái sự hận thù, luôn có cái sự cạnh tranh và có cái sự thù hận, tàn hại lẫn nhau cũng rất là lớn. Thì nguyên nhân từ ở những cái sự hận thù ấy nó được sinh ra từ những cái tâm sân hận. Thế thì ví dụ như bây giờ mình đang sống an nhiên tự tại này, mà có một cái người khác hay là một cái chúng sinh khác đến và gây cái, làm một cái việc gì đó tổn hại đến mình, thì lúc đấy mình sẽ phản ứng lại bằng cái cách đó là sẽ người ta làm khổ mình như thế nào mình làm khổ lại như thế vậy, là trả thù. Thì nếu như mà khi mà mình trả thù mà thành công, thì cái người mà bị trả thù ấy họ có hoan hỉ không? Thôi một trả một là xong. Ví dụ như có một người nào đến nghe người ta đã đấm mình một cái thì mình đấm lại cái, hai bên đã hòa cho, thì bên kia người ta lại đấm lại hai ba cái nữa, nên là cứ vậy là hai bên cứ vậy là đánh nhau. Thì cái mà hận thù diệt hận thù, thì cái hận thù nó ở cái đời này có thể là có những cái người có cái thế lực lớn, có cái sức mạnh lớn, có thể làm khổ được người khác, có thể chèn ép hành hạ được những cái chúng sinh nhỏ bé hơn. Nhưng mà những cái chúng sinh nhỏ bé hơn khi bị hành hạ, khi mà người ta bị uy hiếp như vậy thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ gieo ở trong lòng cái sự oán thù, tức là căm ghét những cái đối tượng đấy. Ngay cả những cái loài súc vật nhỏ bé nó cũng biết căm ghét những cái loài mà luôn luôn làm hại nó.
trong lòng nó vẫn có sự căm ghét. Thì chính cái sự căm ghét đấy nó là nhân sinh ra hận thù ở tương lai. Cái nhân sinh ra hận thù ở tương lai. Như là có những cái người, người ta bị, khi mà người ta sinh ra người ta có cái không có sức mạnh, cho nên là người ta bị những cái người có sức lực hơn, có cái thế lực hơn và chèn ép và hành hạ, và có thể người đấy sẽ bị tàn sát cho đến chết. Và có những cái người, người ta trước khi chết người ta khởi lên một cái tâm oán hận, người ta nói ta sẽ làm con quỷ để hành, để ta sẽ trả thù. Nếu như khi họ chết với cái tâm đấy, ngay cái lúc chết đấy người ta chết với cái tâm oán thù đấy, thì cái quả báo nó sẽ rất là mạnh. Thì có thể là cái ước nguyện này nó sẽ thành tị, và người ta sẽ trả thù bằng những cái cách khác. Và có thể người ta chết người ta hóa sinh bằng bên ngoài quỷ thần thật, người ta sẽ hành hạ nặng. Cho nên cái điều đó nó cũng có thể xảy ra. Và những cái mối hận thù cứ liên quan từ đời này sang kiếp khác như vậy. Cứ và cái một cái, kể cả một cái người mình tàn sát một cái loài nhỏ bé, những cái chúng sinh nhỏ bé, nó cũng có thể tạo thành một cái nhân mà gây nên những cái nỗi khổ ở tương lai. Ví dụ giống như là trong trong lịch sử Đức Phật, mà cả một cái dòng tộc về nội tộc của Đức Phật, tức là bộ tộc Thích Ca, bị tàn sát bởi vua Ni Ninh, thì tất cả bộ tộc mấy mươi nghìn người đều bị tàn sát hết. Mặc dù Đức Phật đã ngăn cản, dùng cái uy lực của mình để ngăn cản, nhưng mà vì cái nghiệp lực nó chín mùi, do một cái nhân rất là nhỏ, đó là thuở xưa thì có một cái bộ tộc dùng cái thuốc độc thả xuống dưới nước và đã làm cho rất nhiều những cái loài thủy tộc, loài cua cá ở dưới chết. Thì cái hành động là cố ý tạm biệt, tức là cố ý sát hại những cái loài sinh vật ở dưới nước ấy. Và những cái loài đấy cũng mang một cái tâm hận thù, và sau này những cái loài đấy chính là cái đội quân của vị vua Nini, và đã cái quả nó đã trổ. Ở sau đó là có một cái cuộc tàn sát, thì đấy cũng là hận thù, và nó gieo lại thành cái nhân hận thù như vậy. Thì các cái loài súc sinh cứ loài nào ăn thịt loài kia, thì sau khi ăn thịt loài kia như thế thì sẽ gieo lại một cái nhân oán thù, và cứ kiếp sau những cái chúng sinh đấy gặp nhau lại tiếp tục tàn sát nhau. Nếu như những cái chúng sinh đấy gặp nhau ở cõi người thì cũng sẽ tàn sát nhau ở cõi người, mà gặp nhau ở cõi súc sinh thì tàn sát nhau ở cõi súc sinh, gặp nhau ở quỷ hay địa ngục thì cũng sẽ tàn sát nhau ở đây. Vậy là cứ còn ôm cái hận thù ở trong lòng thì sẽ còn gặp những cái sự tàn sát, sẽ còn gặp những cái sự chiến tranh, và sẽ còn gặp những cái sự đấu đá như vậy. Thì đấy là hận thù, mà diệt hận thù thì đời này không có được. Thì tức là hận thù không bao giờ diệt được hận thù. Nếu như có một cái sự oán thù nào đấy, có ai đấy làm hại mình và mình khởi lên cái ý muốn là phải làm hại lại để trả thù, thì cũng đồng nghĩa với việc ngay lúc đấy mình đã gieo một cái nhân, và trong tương lai mình sẽ lại tiếp tục bị báo thù trường đạo. Và cứ như thế oan oan tương báo, oán oán nó chất chồng, và sẽ cho đến khi nào mà không có dừng lại, hay là cho đến khi nào một chúng sinh đấy mà chưa chứng được đến đạo quả, tức là chưa đắc được đến cái quả A-la-hán, chứng đắc niết bàn, thì cái dòng gọi là oán thù, oan oan tương báo, oan oan chất chồng, thì nó sẽ không dừng lại, nó sẽ còn cứ thế, nó tiếp tục, nó duy trì, và đến một lúc nào đó hết cứ gặp nhau là sẽ tan sát nhau. Và có những cái mối hận thù nó sẽ kéo dài rất nhiều đại kiếp, tức là nó có thể kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác, có thể kéo dài tới nhiều đại kiếp, và có thể kéo dài tới nhiều an tăng kỳ kiếp. Ví dụ như cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật, thì đấy là một cái sự gọi là gieo một cái nhân oán thù.
mặc dù cái quán thù đấy đến từ một phía, tức là từ Đề Bà Đạt Đa, và đã cái mối hận thù đấy nó cứ đi, nó đã được kéo dài tới năm A Tăng Kỳ Kiếp, kéo dài suốt năm A Tăng Kỳ Kiếp cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái mối hận thù đấy nó mới hết. Là chỉ vì một cái nguyên nhân là lúc mà đi hai, có hai người thanh niên đi buôn, thì cháu là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, tiền thân của Đức Phật, đi buôn những cái đồ giống như là những cái đồ gốm, thì có một cái người, người ta mang đến một cái mâm bằng vàng, và bị Đề Bà Đạt Đa thì muốn lừa để lấy cái chọn cái mâm đấy, còn tiền thân của Đức Phật thì nói cho cái người gia chủ đó biết đó là cái mâm vàng. Và sau đó Đề Bà Đạt Đa đã bị mất cái mâm vàng đó, tức là không đạt được cái mâm vàng đó, cho nên đã khởi lên cái tâm hận thù. Cái tâm hận thù đấy nó khởi lên là do cái vị này có cái lời phát nguyện, có cái lời phát nguyện trước khi chết, đời đời kiếp kiếp, tức là vì đó khởi lên một cái lời thề rất là độc, đời đời kiếp kiếp ta sẽ là cái, ta sẽ luôn luôn phải báo thù. Thì cái lời thề đấy mà vị đó đã uất hận và chết ngay lúc đấy. Thì chỉ vì cái lời thề nó quá là độc và nó quá là sâu nặng, tức là lúc đấy nó khởi lên với tất cả những cái tâm bất thiện, tất cả những cái sức lực mà cái vị, mà cái tâm của cái vị đó có thể khởi lên được. Thì bởi vì khởi lên với một cái tâm nó quá mạnh, nó quá mạnh như thế, và khiến cho vị đó có thể chết ngay lúc đấy, vị đó ọc máu tươi rồi vẫn chết, vì cái tâm oán thù như vậy, và cái tâm hận thù nó quá mạnh như vậy, và nó sẽ được kéo dài rất là nhiều kiếp. Vậy cho nên là cứ kiếp nào gặp nhau, tức là cứ một vị này là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa và tiền thân của Đức Phật, hễ cứ sinh ra ở cái cõi nào, dù sinh ra ở cõi súc sinh, mà gặp nhau thì cũng sẽ tàn sát nhau. Tức là cái tiền thân của Đề Bà Đạt Đa sẽ luôn luôn tìm cách để hãm hại cái tiền thân của Đức Phật, hay sinh ra ở cái cõi người thì cũng sẽ làm hại nhau. Tức là lúc nào cũng có cái sự oan trái vì một cái lời thề nguyện như vậy. Và mỗi một lần có cái hành động mà bất thiện đấy được khởi lên thì là một lần cái vị Đề Bà Đạt Đa đấy, mỗi một khi mà có một cái hành động bất thiện, tức là làm hại đến tiền thân của Đức Phật xong thì sẽ bị đọa vào địa ngục. Thì cứ khởi lên một cái ác, làm một cái việc ác, sau đó phải chịu một cái quả báo khổ đau. Mặc dù là tiền thân của Đức Phật thì không có khởi lên cái tâm hận thù, nhưng mà cái hận thù vẫn có thể đến từ một phía, tức là một bên người ta cứ cố tình làm ác, cứ cố tình gieo cái oan trái, thì sẽ vẫn có thể gây ra một cái mối hận thù mà kéo dài. Thì như Đức Phật nói rằng một cái người mà cứ cố gắng làm một cái việc ác, giống như đến một cái người mà người ta không hận thù mình, thì nó giống như là người ngược gió tung bụi, là giống như là mình ném một cái nắm bụi ngược chiều gió, và sau đó mình sẽ bị tổn thương bởi chính cái bụi đó. Thì cứ mỗi một lần mà Đề Bà Đạt Đa khởi cái tâm hại Đức Phật thì sau đó lại phải đọa vào địa ngục, thì đấy là cái quả báo nó sẽ bị ngay lập tức, cứ làm hại người là đang làm hại chính mình. Còn nếu mà hận thù đến từ hai phía, tức là cả hai bên cùng cùng có cái oan trái, cùng muốn làm hại nhau, thì nó sẽ nhân lên, tức là cái hận thù ấy bắt đầu sẽ nhân lớn dần lên, lớn dần, và có thể sau này nó sẽ trở thành những cái sự tàn sát rất là lớn, giống như thành những cái cuộc chiến tranh. Thì nó cũng là từ những cái hận thù, từ những cái hận thù nhỏ nó có thể biến thành những cái hận thù lớn, mà cứ đời này người này làm hại người này thì đời sau lại bị người khác hại lại. Giống như là cái câu chuyện mà của một cô vợ cả ấy, cô vợ cả thì không có con, nên cô vợ hai khi mà có thai thì cô vợ cả sẽ dùng cái thuốc để phá thai của cô vợ hai, cho đến khi mà cô vợ hai bị chết do cái thuốc đấy.
thì cái cô này về sau cô biết được là do của cô vợ cả thiện hạ, thì cô khởi lên một cái tâm oán thù, đó là muốn trả thù. Khi khởi lên một cái tâm muốn trả thù như vậy là bắt đầu lấy hận diệt hận thù, muốn lấy hận diệt hận thù là bắt đầu hận thù sẽ bắt đầu đi theo, bắt đầu hai bên cứ tàn sát nhau. Từ kiếp sau thì cái cô này bắt đầu sinh ra là một cái loài giống như là một cái loài hung dữ, như là một con cáo, con cọp, thì cái một người khác sẽ là một cái con vật giống như con heo và ăn thịt lẫn nhau. Khi mà cái con heo này có thể tái sinh làm con cáo thì cái cô con cọp kia sẽ tái sinh làm con gà, thì cứ thế mà tàn sát nhau cho đến khi mà sinh lại làm người, cũng thế cũng sẽ cứ hại nhau như vậy. Cho đến khi mà gặp Đức Phật thì Đức Phật mới hóa giải, Đức Phật mới khuyên để từ bỏ cái hận thù này. Thì hận thù này bây giờ có thể được từ bỏ bằng cách nào? Nếu như mà mình có một cái mối quan sát, một cái sự hận thù với ai đấy, nếu như mình cứ để cho cái mối hận thù đấy trong lòng cứ khởi, cứ trong tâm mình còn có cái ý nghĩ ta sẽ trả thù người đấy, cứ khởi lên một cái ý nghĩ là mình sẽ muốn trả thù người đấy, mình sẽ mà có cơ hội thì mình sẽ phải trả món nợ món thù này, làm cho người đó phải khổ đau để cho mình hả giận, mình thích thú, thì ở trong lòng mình còn gieo cái điều đấy thì cái điều đấy nó sẽ xảy ra trong tương lai. Tức là đấy là nhân, mà mỗi một khi mình khởi lên như thế là mình đang vun bồi cho cái nhân đấy nó nhanh trổ quả. Ví dụ mình khởi lên một cái ước muốn gì đấy thì ở đấy nên là mình sẽ cái ước muốn ấy nó cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần thì dần dần nó sẽ thành hiện thực. Tức là mình khởi một cái ước muốn gì đấy thì dần dần mình sẽ làm một cái việc gì đó để mình thành tịnh, thì dần dần ước muốn nó cứ dần dần một lúc là nó đủ duyên, nó cái ước muốn nó mạnh mẽ mà cái duyên nó chín mùi nó sẽ thành hiện thực. Nếu như cái ước muốn đó là điều tốt thì dần dần mình sẽ làm được cái điều tốt mà mình mong muốn đấy. Nhưng nếu như cái ước muốn đó là một cái điều xấu, một cái điều bất thiện mà mình cứ khởi lên liên tục như vậy thì đến một lúc nào đó nó đủ nhân duyên thì nó cũng sẽ thành tịnh. Còn ví dụ bây giờ mình cứ muốn hại một người nào đó, mình do cái người đó đã từng làm hại mình, thì mỗi lần mình cứ khởi lên như vậy thì là mình đang thôi thúc cho cái điều đó nó trở thành hiện thực. Và dần dần cái điều đó nó sẽ thành hiện thực. Nếu như nó không thành hiện thực ở đời này, nó sẽ thành hiện thực ở đời sau. Cái sự tàn sát đó nó sẽ xảy ra. Và cái người khác, cái người kia khi mà bị hại rồi, người ta cũng khởi lên cái suy nghĩ như vậy, khởi lên cái ý muốn trả thù như vậy, thì cứ như vậy là hai bên cứ gieo cái ý nghĩ là phải làm hại nhau, thì sẽ cứ tiếp tục cái sự tàn hại lẫn nhau nó cứ tiếp tục được diễn ra và nó sẽ không được dừng lại cho đến khi nào có một trong hai hoặc cả hai người phải tu tập và chứng đắc đến đạo quả niết bàn thì nó mới có thể hết được. Còn nếu không cứ nhau, cứ trôi nhân ở trong tam giới mà cứ gặp nhau là sẽ tàn hại nhau. Vì vậy cho nên là ở trên thế gian không bao giờ mà hết được những cái sự chiến tranh tàn sát nhau, là vì người ta vẫn còn có cái ý muốn là muốn phải làm hại nhau. Thì đấy chính là hận thù mà không thể diệt được hận thù. Hận thù mà cứ dùng cái hận thù để diệt hận thù thì hận thù ấy nó sẽ mạnh lên và nó cứ sẽ tiếp tục khởi lên mãi, không bao giờ dập tắt được. Còn không hận diệt hận thù là định một ngàn thu. Nên bây giờ không hận để mà diệt hận thù thì làm sao mà có hận diệt hận thù? Thì đó, không hận diệt hận thù thì nó sẽ có những cái cách, như là không hận ở đây cũng giống như là một cái tâm từ để mà diệt cái hận thù. Ví dụ như là khi mà có một cái người nào đó đã từng làm hại mình, đang làm hại mình hoặc sẽ làm hại mình, đã làm hại những cái người thân của mình, đang làm hại hoặc sẽ làm hại người thân của mình, đấy là mình tác ý như vậy thì hận thù nó khởi lên. Nhưng bây giờ mình tác ý ngược lại đó, thì mình sẽ khởi lên một cái tâm, đó là mình mong muốn cho cái người đó được những cái điều tốt đẹp. Ví dụ như là mỗi khi mình làm một cái việc phước gì đấy, mình sẽ chia phước đến cái người đấy.
Hiệp ước mỗi khi làm những cái việc phước thiện thì cao thượng, cứ hướng tâm đến cái người mà mình đang oán ghét, cầu mong cho cái người hiền thiện này được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, cứ mong cho cái người đấy được như thế, thì bắt đầu hận thù trong lòng dần dần nó tiêu tan. Nhưng cái cách mà không hận diệt hận thù đó là dùng ân báo oán, là mình tặng cái ân thì đó thì nó sẽ báo được cái oán đấy. Còn nếu mà cứ dùng oán báo oán thì cái oán đấy nó sẽ sẫm sầm. Còn nếu mà mình dùng ân báo oán thì cái oán đấy nó sẽ tiêu tan. Thế là mình cứ thường xuyên khởi lên một cái ước muốn ở trong lòng như vậy. Và luôn luôn mỗi một khi cái tâm của mình nghĩ đến một cái mối hận thù, nghĩ đến một cái đối tượng mà mình đang oán ghét đấy, thì mình lại cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc, cầu mong cho cái người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, cầu mong cho người hiền thiện này được. Đầu tiên là nó sẽ khởi lên ở trong tâm như thế, dần dần cái tâm đấy nó sẽ mạnh lên, thì cái tâm đấy là cái tâm từ, cầu mong cho người này thoát khỏi những cái nỗi khổ đau, cầu mong cho người này không phải xa lìa thành công đã đạt được. Cái đấy là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đấy, tất cả những cái tâm đấy nó đều diệt được phận thủ. Người ăn chú ở trong cái tâm từ bi hỷ, tâm xả, là một cái người có thể quán được tâm xả, người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì cũng sẽ tự tại tự dưng. Thì chỉ có cái tâm không hận, mỗi một khi nó cứ mạnh dần lên thì dần dần những cái tâm oán hận ở trong lòng nó mới hết đi. Thì nếu như mình chỉ có khởi lên ở trong tâm mà nó chưa đủ mạnh, thì mình phải khởi lên bằng cái cách, bằng lời nói và bằng hành động nữa. Đôi khi mình chỉ khởi lên bằng cái ý muốn ở trong lòng mình, nếu như cái ý muốn đó nó mạnh thì nó cũng có thể hóa giải được hận thù. Nhưng mà ý muốn đó mà chưa đủ mạnh nữa thì lúc đấy mình phải hóa giải hận thù bằng cái lời nói. Bằng cái lời nói, tức là mỗi khi mình có những cái gì đó mà phải nói đến cái người đó, thì mình chỉ nói đến những cái điều tốt của người đó, chứ không có nói đến cái điều xấu của người đó. Tức là luôn luôn khen ngợi những cái việc tốt mà người đó đã làm. Thường thường thì cái lẽ thường ở đời, khi mình oán ghét ai thì mình chỉ có nói những cái điều mà chỉ trích, nói những cái điều mà chê trách, nói những cái điều phỉ báng, công kích cái người mà oán ghét đấy. Vì vậy đấy cũng là một cái cách để lấy hận diệt hận thù, lấy oán báo oán. Cái oán báo oán nó sẽ được thể hiện từ trong tâm, từ lời nói và từ cái hành động. Vậy thì lấy ân báo oán thì nó cũng phải thể hiện từ trong tâm, thể hiện từ cái ý muốn ở trong lòng, thể hiện từ cái lời nói. Người nói đó là luôn luôn khen ngợi cái người đó là người tốt, nếu mình không nói những cái lời chê bai chỉ trích và nói những cái lời trách mắng cái người đã làm hại mình, thì khi mà cái người đó người ta nghe được những cái lời như thế thì cái tâm hận thù của cái người đối tượng ở bên kia nó cũng sẽ dịu đi, thì cái tâm hận thù nó sẽ bớt đi. Đôi khi bằng cái lời nói mà vẫn chưa hết được hận thù thì mình phải được thể hiện bằng hành động. Thể hiện bằng hành động là những cái hành động như là mình phải làm cái việc gì đó có lợi cho cái người mà làm hại mình. Làm những cái việc gì mà có lợi nào cho người đấy, như là mình giúp đỡ khi mà người đó cần giúp đỡ, mình bố thí khi mà người đó cần bố thí. Làm cái việc mà nói chung là cứ làm cái việc gì mà người đó được lợi ích, thì dần dần cái hận thù nó sẽ hết đi. Chỉ có những cách như thế, đấy là cái cách mà không hận diệt hận thù, để trái lại với cái gọi là lấy hận diệt hận thù. Nếu mà làm như vậy thì hận thù mới hết, thì thế giới này mới hết chiến tranh. Bây giờ bây giờ có một cái người nào mà người ta muốn làm hại mình, nhưng mà mình lại cả bây giờ mình lại bảo từ nay tôi không, mình có mà đi nói rằng
Tức là đôi khi cái sự thể hiện của mình, của cái người mà không có cái lòng hận thù, nếu có một cái người khác người ta đang oán hận mình, người ta đang tìm cách làm hại mình, nhưng mà mình bảo thôi bây giờ mình dùng cái ân, cái ân để báo oán, mình không có đề phòng nữa, thì có thể mình sẽ bị cái người đấy làm hại. Bởi vì người ta đang oán hận, người ta đang muốn làm hại mình mà. Thế mà mình lại sống trong một cái tư thế nó là không đề phòng, thì mình vẫn bị cái đối tượng nó làm hại. Cho nên có những lúc mình đang bị người khác làm hại thì mình vẫn phải đề phòng. Giống như là trước kia có một cái con rắn là nó cứ gặp ai nó cũng cắn chết. Thì khi mà nó đi đến đâu thì người ta cũng sợ hãi và bỏ chạy. Thì con rắn này nó nói được tiếng người một hôm nó đi, nó gặp một cái vị ẩn sĩ. Nó nói với ẩn sĩ là tại sao mà không ai chơi với tôi rất là cô đơn buồn. Tôi cũng muốn có bạn bè nên bây giờ tôi phải làm sao. Thì vị ẩn sĩ bảo thôi bây giờ người phải bỏ hết nọc độc này. Đừng có giữ nọc độc nữa, thì sau đó thì đừng có làm hại ai nữa, thì lúc đấy thì mọi người sẽ không ghét ngươi nữa, lúc đấy ngươi chơi với ai được. Thì con rắn này mà vậy từ nay thì tôi sẽ tu tập nó là không có cái tâm oán hại ai, bỏ hết nọc độc đi, rồi bắt đầu đi vào trong đàn, gặp ai cũng là này. Lúc đầu tiên thì vào trong đàn thấy ai thấy bỏ chạy, xong là con rắn bảo này tôi từ nay tôi không muốn làm hại ai nữa, mọi người cứ đến đây chơi với tôi. Thế là đến một thời gian sau này người ta quen đi, người ta biết là con rắn này không còn làm hại ai nữa, thì bắt đầu lúc đấy sẽ làm sao? Lúc đấy mọi người sẽ bắt con rắn đấy làm trò. Hãy bắt con rắn ra để làm trò, xong là hành hạ đánh đập. Thế là con rắn đã trở về trách vị ẩn sĩ mà tôi nghe lời ngài. Tôi sống hiền lành từ bi không làm hại ai, mà bây giờ có cái hậu quả như thế này này. Tu tập hiền lành để mà thế này hả? Tàn tạ hết cả thân thể. Thế là lúc đấy vị này bảo tại ngươi tu tập nhưng mà ngươi lại đi tức là thiếu đi cái sự đề phòng cảnh giác. Vì vậy cho nên một cái người mà mình có tâm từ, mình có bao giờ đi nói mà tôi từ nay tôi có tâm từ đấy nhá, không có làm hại ai, mọi người đi yên tâm. Nói như thế thì mọi người có quý mình không? Dạ, cái ông này, cái người này có tâm từ lắm, không làm hại nào, cứ đến bắt nạt, đến trêu chọc. Nên là sống ở giữa một cái thế giới mà có rất nhiều những cái người, có những cái người thiện và có những cái người bất thiện. Thì đôi khi sống ở những cái nơi mà có nhiều những cái người thiện thì lúc đấy mình không cần phải đề phòng, nhưng mà sống ở những cái môi trường mà có nhiều cái người bất thiện thì mình vẫn phải đề phòng. Kể cả mình dù cho cái người đó là một cái người hiền thiện, không làm hại ai, nhưng mà vẫn phải có cái sự đề phòng thì cái cuộc sống mới an ổn. Còn nếu không thì vẫn bị những người ác người ta làm hại. Cho nên là hận thù nó có thể đến từ cả hai phía, nhưng đôi khi nó sẽ đến từ một phía, rồi từ một phía đấy rồi nó sẽ sinh ra, nó sẽ làm cho cả hai bên cùng oán hận với nhau. Hoặc là hận thù nó có thể chỉ đến từ một phía, nhưng mà cái oán hận có thể nó sẽ kéo dài rất là lâu. Nên là cái sự trong cuộc sống vẫn cứ phải là vừa có cái sự không có hận, không có gây oan trái với ai, nhưng mà vẫn phải biết tránh những cái người bất thiện. Vậy nên là được trong kinh mới nói là không kết giao với người ác, bởi vì nếu mà kết giao với người ác thì sẽ bị làm hại. Và tiếp theo là và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắm êm. Thì cái người không hiểu biết và một cái người hiểu biết ở đây có nghĩa là một cái người có một người ngu và một cái người trí, tức là một
Những người mà có cái tâm sân hận hay là có cái sự đấu tranh, có cái sự hơn thua, thì đấy là cái người là không hiểu biết. Còn có cái người mà có trí tuệ thì sẽ không có cái sự đấu tranh. Thế thì cho nên nó là một cái người không hiểu biết. Vậy không hiểu biết cái gì? Không hiểu biết cái gì thì sinh ra cái sự đấu đá, sinh ra cái sự tranh đua. Còn cái người mà có hiểu biết thì sẽ không có đấu đá và không có tranh đua ở trên đời. Thì ở trên đời thì người ta sống thì có cái người nào mà càng có cái sự chấp ngã nhiều, tức là cái sự vô minh sâu nặng, thì tham ái nó chấp thủ, hay là có cái ngã chấp lớn, thì sẽ hay có cái sự hơn thua. Tức là sống ở trên đời này thì cái sự hơn thua nó rất là lớn, nó ở ngay ở trong cái cuộc sống thế gian ấy. Giữa con người với con người thì cái nhu cầu của cuộc sống thì nó không có cao lắm. Nhưng như là cái nhu cầu cuộc sống con người sinh ra trên đời thì chỉ cần có thức ăn, có chỗ ở, có quần áo để mặc, rồi là có thuốc để chữa bệnh, tức là những cái vật dụng tối thiểu để cần cho cái cuộc sống này, nó rất là đơn giản, giống như cái con người của sơ khai. Cái lúc mà thế giới mới hình thành thì lúc cái con người là sống rất đơn giản, là không có sở hữu gì cả, không có tài sản gì cả. Và cái lúc đấy con người cũng không rất là hiền thiện, không có cái sự hơn thua, không có đấu đá, không có tranh giành với ai hết. Lúc đấy cái đầu tiên là con người thì ăn đất, thì lúc đấy đất có một cái mùi và có vị, có cái dưỡng chất giống như là mật ong. Lúc đấy ăn đất và còn thơm ngon hơn là mình ăn cái mật ong tốt nhất thời bây giờ. Cho nên lúc đấy con người không cần đến làm gì hết, chỉ có đói thì cứ lấy ngón tay quệt xuống đất, sau đó lại bỏ lên miệng và ăn, và cứ sống qua ngày như thế. Trong thân tỏa hào quang và con người vẫn tự tại phi hành, bay đi bay lại giữa hư không, giống như là một vị chư thiên vậy. Đấy là cái thuở sơ khai, cái con người rất là hiền thiện, con người rất là trong sáng. Thế rồi bắt đầu khi mà ăn đất như vậy, cái suy nghĩ bất thiện đầu tiên của con người khởi lên là một cái suy nghĩ rằng là mình đẹp hơn người kia. Đấy là cái suy nghĩ đầu tiên, có một cái tâm hơn thua. Sao là người này cũng nghĩ là không biết là mình đẹp hay người kia đẹp. Đấy là cái bắt đầu suy nghĩ có sự hơn thua. Cái tâm đầu tiên của con người, cái tâm bất thiện đầu tiên của loài người khởi lên, đó là so sánh cái đẹp của mình với người khác. Thế thì người nào cũng khởi lên một cái suy nghĩ là không biết là mình đẹp hay người kia đẹp, nên từ nay mình ăn nhiều và để cho cái xác đẹp đi. Bắt đầu có cái sự hơn thua như vậy, thích đẹp hơn người khác một cái, thì là cái vị của đất biến mất, cái phước nó mất đi. Cái lúc đấy là cái phước nó tổn hại, cho nên là cái nghiệp báo, tức là cái quả phước, cái cuộc sống tự nhiên nó mất đi. Thế là cái vị đất nó biến mất luôn. Thì lúc đấy nó sẽ mọc lên một cái loại nấm đất. Thì lúc đấy con người thì ăn nấm đất, thì sinh sống thì cũng bình yên. Nhưng mà vẫn còn một cái tâm hơn thua nữa, vẫn cứ nghĩ là không mình đẹp với người khác đẹp. Tức là vẫn có cái sự, tức là có một cái gọi là ngầm đua ganh giữa mình với người khác, có cái sự hơn thua đấy. Là mình đẹp với người thứ hai, người kia đẹp, mình đẹp hơn người kia, tức là có cái sự ngã mạn về cái ta như vậy. Thì sau đó nấm đất cũng biến mất, để dây leo hiện ra để con người ăn cái dây leo đấy. Nhưng mà vẫn cứ cái tâm ngã mạn càng ngày càng lớn lên, dây leo nó biến mất, để nó còn một cái loại thóc nó hiện ra. Mà cái loại thóc ấy thì nó không cần phải nấu nướng, không có chấu. Cái loại đấy là cái cây nó mọc lên tự nhiên và con người chỉ cần lấy về ăn, là một cái loại lúa đầu tiên sinh khởi. Thế nhưng mà cái tâm của con người thì càng ngày càng bất thiện, cái tâm ngã mạn càng ngày nó càng lớn, hơn thua càng ngày càng lớn. Rồi bắt đầu là cái lúa đấy nó sẽ mọc vỏ ra, làm cho con người phải đi say, bận rộn đi nấu, nó mới ăn được.
rồi là bắt đầu sinh ra những cái bất thiện khác, như là ăn trộm ăn cắp, tích góp, rồi là người đó lấy trộm của người kia, bắt đầu người ta mới hình thành lên xã hội, với cử một cái người đứng lên làm vua để quản, để trừng phạt những người có tội và khen thưởng cho những người mà có phước lành. Nhìn thấy bắt đầu xã hội mới được thành lập nên, rồi là lúc đấy thì con người bắt đầu mới sinh ra cái cuộc sống gia đình, xã hội, và cứ duy trì từ đời này sang đời khác. Thì cứ lúc nào cái tâm bất thiện của con người nó càng lớn lên thì lúc đấy cái cuộc sống nó sẽ càng trở nên khắc nghiệt hơn, thiên nhiên khắc nghiệt, và cái thức ăn nó sẽ trở nên khan hiếm, khó khăn vất vả để làm ra thức ăn. Còn khi nào con người trở nên hiền thiện, sống mà hiền thiện hơn, thì lúc đấy cái cuộc sống nó trở nên dễ dàng hơn, những cái thức ăn nó sẽ trở nên rất là dễ dàng, cái dưỡng chất nó rất là cao. Ví dụ như cùng là một cái thức ăn mà ở cái thời xưa thì cái dưỡng chất nó rất là lớn, lúc đấy mình chỉ ăn một cái một bát cơm có thể đã no rồi, nhưng bây giờ có thể là ăn rất nhiều nhưng mà cái dưỡng chất nó rất là thấp, nên là nó không có cái sức khỏe không bằng thời mà con người sống hiền thiện ấy. Con người sống hiền thiện thì ăn bất cứ một cái gì đó nó rất nhỏ bé hay một cái trái cây thôi, nhưng cái dưỡng chất của nó rất là cao và có thể duy trì được cái cuộc sống rất là lâu. Nhưng mà ở cái thời mà con người bất thiện ấy thì có thể là cái thức ăn nó nhiều nhưng mà dưỡng chất nó kém, mà con người sẽ phải vất vả để làm nung ra nó. Còn ở cái thời mà con người có phước này thì cái việc để mà kiếm sống sinh nhai nó rất là dễ dàng, nó không khó khăn, không phải cạnh tranh như bây giờ. Thì con người cứ có cái sự hơn thua như vậy thì cuộc sống càng ngày càng gian nan và khắc nghiệt. Thì càng ngày thì con người càng trở nên hơn thua cao hơn. Cái cuộc sống bây giờ ở thế gian nó cứ phải là hơn thua. Ví dụ như là đầu tiên thì còn làm cái nhà này thì để che mưa che nắng, nhưng mà sau đó người ta lại bảo ô cái nhà kia đẹp, thế là nhà mình phải cố gắng làm cho đẹp bằng đẹp hơn. Thế là bắt đầu là cứ muốn một thời thế bắt đầu thay đổi cái mốt của cái ngôi nhà càng ngày, bắt đầu người kia làm cái nhà đẹp phải cố gắng làm, mình phải làm đẹp bằng, không có thì bị coi thường. Bắt đầu là đến cái quần áo, người kia người ta mặc cái bộ quần áo cái kia nó đẹp, mình phải cố gắng đẹp bằng và đẹp hơn. Cứ thế là đua tranh nhau, đua tranh. Hay là thì người kia người ta có nhiều tài sản, người ta sắm được cái này cái nọ, người ta có vàng đeo ở trên người, người ta có rất nhiều những cái thứ mới nặng không có, nên là mình phải cố gắng phấn đấu cho bằng người. Thế là cứ thế và cái xã hội con người bắt đầu cứ sống bằng cái sự hơn thua, sống bằng cái sự hơn thua như thế, bắt đầu cực khổ vì cái sự hơn thua đấy. Chứ nếu như mà không có cái sự hơn thua đấy thì con người sống nó rất là an nhiên, tự tại, nó rất là an nhàn. Thì chính vì cái sự hơn thua đấy con người bắt đầu mới sinh ra những cái mưu mô mánh khóe, thế rồi là những cái mình có thể làm mọi cách mọi biện pháp để bằng người và hơn người, thua một tí là hậm hực và cảm thấy bị nhục nhã. Và phải cố gắng làm sao đó phải hơn đời. Thế thì thật ra thì mọi cái ở trên đời này để mà phục vụ cho cuộc sống thì nó không khó, nhưng mà để hơn người thì nó mới khổ. Để mà mình chỉ sinh ra trên cuộc đời này, mình chỉ cần sống, chỉ cần duy trì cái cuộc sống là làm sao cho nó an vui tự tại, thì nó lại rất là an nhàn. Nhưng mà sinh ra ở đời phải sống hơn người, phải cạnh tranh làm sao bằng người để hơn người, thì rất là, thì bắt đầu mới sinh ra cái sự gian nan, sinh ra cái sự khổ sở. Thế thì người hơn người, nhà hơn phải hơn nhà khác, cái làng này phải hơn làng khác, rồi là cái địa phương này phải hơn địa phương khác, cái quốc gia này phải hơn quốc gia khác. Người cứ đấu tranh từ cái nhỏ đến cái lớn như vậy, thành ra là cứ sống ở trong cái nỗi khổ, khổ chất chồng như vậy, cái khổ trong cái khổ trên cái khổ này nó lại bó cái khổ kia,
Thế thành ra là vui ít khổ nhiều, chỉ là vì cái hơn thua mà đang cứ hơn thua như thế cho đến cái ngày mà cái ở cái thời kỳ kiếp giảm ấy, đến lúc mà con người giảm xuống 10 tuổi thì bắt đầu cái quả hơn thua nó mới thực sự nó trổ nữa. Đến bây giờ là con người cũng bắt đầu giảm xuống 7 năm tuổi rồi, dần dần cứ 100 năm giảm đi tuổi thì mấy tí nữa cái tuổi thọ con người giảm nó còn 10 tuổi, bắt đầu lúc đấy có một cuộc thanh trừng tàn sát đẫm máu và nhân loại sẽ chết gần hết. Cái lúc đấy thì chỉ những cái người nào không hơn thua sẽ còn sống trở lại. Cái còn sống bắt đầu mới ra sinh sôi này, rồi trở lại bắt đầu phát triển những loài người trở lại. Thì lúc đấy những người không hơn thua này, những người vào trong rừng làm ẩn sĩ, những người ẩn cư ở trong rừng thấy xã hội nó quá là xuống cấp, thấy cái xã hội này nó quá là bất nhân, nó quá là tệ hại, và cái lúc đấy cái đạo đức là tuyệt đối không còn nữa, chỉ còn cái sự hơn thua thôi. Cứ người nào mạnh sống, người nào yếu thì chết. Và những cái người nào còn một chút lương tri thì sẽ ẩn vào trong rừng sâu. Và sau này những cái người hơn thua ở trên đời thì sẽ tàn sát nhau chết sạch, không còn ai nữa. Thì những người trong rừng bắt đầu mới đi ra, bắt đầu gặp gỡ nhau, bắt đầu mới thiết lại một cái xã hội, nói rằng từ nay chúng ta sẽ sống với cái tâm từ ái, không có hận, không sân, không làm hại lẫn nhau. Thì lúc đấy là cái con người bắt đầu cái tuổi thọ bắt đầu tăng dần lên, từ 10 tuổi tăng lên 20 tuổi, 40 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi, 1.000 tuổi, 10.000 tuổi, 100.000 tuổi. Cái con người tuổi thọ mà lớn nhất có thể lên đến 80.000, 100.000. Tuổi thọ con người cũng có những lúc lớn lên như vậy, nhưng mà đến thời kỳ kiếp giảm thì hoàn toàn có 10 tuổi. Thì cái thời kỳ mà cái kiếp tăng ấy là cái thời kỳ mà cái đạo đức rất là cao, lúc đấy không có cái sự tàn sát lẫn nhau, và cái lúc đấy cái cuộc sống rất là an nhiên phong phú, không có cái sự hơn thua, không có cái sự đấu đá nhau. Còn cái thời kỳ kiếp giảm là cái thời kỳ mà đạo đức giảm, là cái thời kỳ mà đấu đá nhau kinh khủng nhất, và cái sự hơn thua lớn nhất là lúc đấy cái đạo đức con người bị suy kiệt nhất, là lúc đấy sẽ cái nỗi khổ của trần gian sẽ đó là cái sự mà hận thù nhau, tàn hại nhau. Thì cái người khác không biết, không có hiểu được cái gì mà khiến cho cái thế gian này nó cứ có cái sự đấu tranh như thế. Thì cái mà người ta không biết ở trên đời này nó có nhiều cái vô minh không biết. Ví dụ người ta không biết về nghiệp và quả của nghiệp, nhưng người ta không biết rằng là tất cả những cái sự hơn, cái sự quan trái ở trên đời là do nghiệp. Nếu như bây giờ mình làm hại người là mình tạo nghiệp, sau này mình sẽ bị hại. Nếu như mình đang bị hại là quả của nghiệp, là do mình đã hại người khác, cho nên bây giờ nó trổ quả. Nếu hiểu được như thế thì lúc đấy mình có bị hại thì cũng phải chấp nhận, vì đó là quả của mình. Còn nếu như bây giờ mình đang muốn hại người khác thì lúc đấy mình sẽ sợ tạo nghiệp, sợ tạo nghiệp cho nên là không dám làm. Thì đấy là một cái người mà hiểu về nghiệp, và như thế cái người đấy sẽ không có cái sự đấu tranh, không có sự hơn thua. Thì vậy thì bây giờ cái giáo lý về nghiệp nhân quả báo luân hồi sinh tử này, thì cái người nào phải hiểu và phải thấu hiểu được cái điều đấy thì người ta mới không đấu tranh nữa. Nên cho nên Đức Phật mới nói rằng là thế gian này rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ. Ta thấy thế gian này như thế, con người rối ren thay loài người là bận, vì con người sống ở trên đời này cứ hơn thua nhau quá mức. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng sinh không thấy, không có hiểu, không có niệm chi, tức là không có tuệ chi được nghiệp và quả của nghiệp, không có tuệ chi được nghiệp, cho nên là con người mới trở nên rối ren như vậy, sống có cái sự hơn thua cao như vậy. Chứ nếu mà bây giờ một người mà tuệ chi được về nghiệp và quả của nghiệp thì cái người đấy sẽ không có cái sự đấu tranh như vậy được, không có cái sự đấu đá, vì biết chắc rằng là một cái nhân gì nó cũng để lại cái quả, thì sẽ không ai dám tạo cái nhân bất thiện nữa. Thì bây giờ mà muốn thấy được cái nghiệp đấy thì phải làm sao mới thấy được?
Cái người đấy phải là một cái người mà có hai cách, đó là một cách là phát triển về thiền định, hai là cách phát triển về thiền tuệ thì mới thấy được. Ví dụ như là một cái vị đó phải thực hành thiền chỉ thiền định cho đến khi mà cái nội tâm của vị đó định tĩnh với tâm thuần tịnh trong sáng, vị đó có hướng tâm đến thiên nhãn trí thì vị đó mới thấy được các cái nghiệp. Ví dụ như một cái người có thiên nhãn thì cái vị đó sẽ lấy bất cứ một cái người nào đó làm đối tượng, vị đó sẽ thấy được những cái nghiệp mà đã tạo của trong cái vị đó ở trong quá khứ. Ví dụ như vị đó sẽ thấy một cái con vật này nó sinh làm chó chẳng hạn, vị đó tác ý là tại sao nó sinh làm chó, thì lúc đấy những cái nghiệp mà nó đã tạo ở trong quá khứ nó sẽ hiện ra. Nó đã sinh, nó đã từng làm cái nghiệp như thế này, bây giờ nó lại sinh làm chó, thì nó cái người đấy sẽ thấu hiểu về cái nghiệp và quả của nghiệp như thế. Vì đó sẽ thấy được cái con chó này nó chết nó sẽ sinh về đâu, thì đó sẽ biết được cái kiếp sau nó tái sinh về đâu. Thì đó sẽ thấy được một cái người khác tại sao người này được sinh là một người, chết rồi sẽ sinh về đâu. Vì đó sẽ thấy được một lấy một cái vị chư thiên làm đối tượng, vì đó sẽ quán là tại sao cái vị này được sinh làm chư thiên. Thì vị đó sẽ thấy được những cái nghiệp đã tạo ở cái kiếp trước của cái vị đó. Thì tất cả những cái quả cái hiện hữu ở hiện tại này nó đều có những cái nhân là những cái quả báo ở trong quá khứ, mà cho nên là nó có. Nên là một người mà không có cái trí tuệ, không có cái sự hiểu biết về cái nghiệp, về cái nhân quả, về cái vòng dòng luân hồi sinh tử như vậy, thì cái người đấy sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ dừng lại cái sự hơn thua, cái sự đấu tranh. Và chỉ khi nào một người có cái sự hiểu biết về cái nghiệp và quả của nghiệp, hay là cái sự luân hồi, hay là cái nhân quả, thì lúc đấy người ta mới dừng lại cái sự tạo nghiệp, người ta mới dừng lại cái sự đấu tranh, người ta mới dừng lại cái sự hơn thua. Thì một cái người có thể là học được nghe giáo pháp, vì đó có cái sự hiểu về nghiệp, tức là hiểu bằng cái lý thuyết, hiểu bằng cái suy nghĩ, thì nó cũng sẽ chế ngự được một phần cái sự tạo nghiệp, nhưng mà nó không chế ngự được toàn phần. Chỉ khi nào một cái người tuệ tri, tức là phải có thực hành thiền, và vị đó có thể thấy được cái nghiệp đó bằng chính cái tâm, bằng cái tuệ của mình, bằng cái thắng trí của mình, hoặc là bằng cái tuệ, hoặc là một người hành thiền quán phân biệt danh sắc, xong rồi vị đó sẽ phân biệt đến cái pháp duyên khởi, vị đó nương vào danh sắc để hướng về cái thời điểm cận tử, rồi sau đó vị đó sẽ hướng về cái lúc tục sinh, rồi sau đó vị đó mới hướng về cái thời điểm cận tử ở quá khứ, vị nó sẽ thấy cái nghiệp nào mình đã làm mà bây giờ nó cho ra cái thân tâm này, thì vị đó sẽ thấy được cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong quá khứ. Cho nên cái đấy là nhân, và mình có cái danh sắc, tức là cái thân năm uẩn này là quả, vì nó sẽ thấy được cái nhân quá khứ nó là cái nghiệp đấy, nó là những cái nghiệp bao giờ nó phải đi kèm, cái hành động tạo nghiệp bao giờ nó đi kèm cùng với một cái tâm, một cái ước muốn, tức là vô minh tham ái chấp thủ, nó phải đi kèm với cái nghiệp và cái hành động và cái sự tạo nghiệp đấy. Thì những cái vị đó mới quán như vậy thì vị đó cũng sẽ tuệ chi ra được cái nghiệp và quả của nghiệp. Thì cái lúc đấy cái sự tranh luận nó sẽ bị cái sự đấu tranh, hay là cái sự tạo nghiệp lúc đấy nó sẽ được thận trọng. Một cái vị đã thấy được cái nghiệp để lại cái quả báo rồi thì vị đấy sẽ có cái sự thận trọng trong những cái hành động tạo nghiệp, vị đó mới thật sự là sợ hãi, có cái sự kinh cảm rằng là ở trên đời này cái nhân gì nó cũng để lại quả hết, một cái nhân tốt thì để lại quả tốt, nhân xấu thì để lại quả xấu. Đấy là vì thế gian không biết cái nghiệp và quả của nghiệp như thế, cho nên là cứ tạo nhân một cách bừa bãi, và đến lúc chịu quả báo thì lại tham trời trách đất, rồi là cứ đi kêu xin cầu xin cái sự che chở, rồi là sinh ra tất cả những cái tư tưởng mê hoặc ở thế gian đều là do cái sự không hiểu biết mà ra. Chỉ những người có trí tuệ hiểu biết được cái quy luật
nhân quả đấy thì mới tránh được những cái hành động tạo nghiệp. Thì ai chỉ có khi nào mà thấy được cái nhân quả thì lúc đấy sẽ hết, không không ai dám đấu tranh tạo nhân nữa. Và đấy là pháp cú thứ bảy, là ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác chẳng tinh cần, mà uy hiếp cảnh ấy như cây yếu trước gió. Thì quán bất tịnh đấy thế nào để nhìn tịnh tướng là cái gì? Không hộ trì các căn. Thì cái pháp cú trước thì nói về cái tánh sân, mà bây giờ là nói về tánh tham. Cái tham của con người, cái sống nhìn tịnh tướng ở đây là một cái người mà luôn luôn đắm nhiễm những cái cảnh trần ở bên ngoài, cảnh trần ở bên ngoài. Ví dụ như là một cái người đấy luôn luôn nhìn tịnh tướng, nhìn tịnh tướng tức là mình luôn luôn cái người đấy là nhìn vào những cái đẹp, và tức là những cái người đấy là cái người tham đắm hưởng thụ ngũ dục, tức là tham đắm hưởng thụ những cái dục lạc ở các cái giác quan. Nhìn tịnh tướng là vì đó luôn luôn thấy mọi thứ là cả ngã, tức là thấy mọi thứ là đáng yêu, cho nên là sinh ra tham ái, sinh ra tham ái, sinh ra cái sự chấp thủ. Thì lúc đấy các căn của vị đó là đắm nhiễm với các trần cảnh, mắt thì đắm nhiễm với cảnh sắc, ưa thích cảnh sắc vì vị đó nghĩ rằng sắc là đẹp. Vì nó ưa thích âm thanh vì nghĩ là âm thanh là tốt, âm thanh là hay, âm thanh đem lại cái sự ăn vui, sắc đem lại cái niềm vui, âm thanh mang lại niềm vui, hương vị xúc, tất cả những cái thứ đấy đều đem lại cái niềm vui, đem lại cái hạnh phúc. Và vì nó nghĩ như thế là vì nó say đắm hưởng thụ những cái cảnh trần đấy, hưởng thụ cái sắc đẹp, hưởng thụ âm thanh hay, hưởng thụ mùi hương, hưởng thụ vị ngon, hưởng thụ sự xúc chặt. Thì đấy là người mà sống nhìn tịnh tướng, là thế. Nhìn tịnh tướng ở đây có nghĩa là mình luôn luôn nhìn cái bên ngoài, nhìn cái vẻ bên ngoài, và vì đó không nhìn vào cái mặt bên trong. Cái người có trí tuệ thì nhìn thấu từ bên ngoài vào đến bên trong, còn cái người mà không có trí tuệ thì chỉ nhìn bên ngoài mà không nhìn vào bên trong, cho nên là cái người đó mới tham và đắm nhiễm. Ví dụ như là nếu như một cái nhà mà xây lên mà không có quét sơn thì nó có đẹp. Ví dụ như là cái nhà xây lên để mộc nguyên vậy, để nguyên xi măng vậy, để cho nó đen thủi thủi như thế đến có ai khen, nên sẽ không có ai khen nó vì thấy nó xấu. Nhưng mà khi mà quét sơn lên một cái thì sao, đẹp quá. Thì lúc đấy là bắt đầu người ta khen, là khen cái nhà nó đẹp hay là khen cái sơn thì nó đẹp. Thế thì cái nhà đẹp hay sơn đẹp, thì người ta nhìn cái bên ngoài thì người ta sẽ thấy nó đẹp. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì không có nhìn, và cái người có trí tuệ nhìn thấu vào bên trong, và đẹp gì mà đẹp ở bên trong thì toàn là những cái chỉ có là cát đá xi măng, chứ có cái gì đâu mà đẹp, và đất cát cũng bẩn. Thì cũng như vậy, thì bây giờ mình nhìn vào một cái người khác, người ta trang điểm đẹp, đánh phấn, bôi son, người ta nhuộm tóc, người ta xịt nước hoa, người ta mặc lụa là, thì mình sẽ nhìn vào cái người đấy mà mình có cho người đấy là đẹp không? Nhìn vào cái quần áo người ta là mình cứ nghĩ người ta đẹp, hoặc là mình nhìn vào cái nước da người ta nghĩ là đẹp. Bây giờ nột cái da ra rồi cho nhìn thì nó còn đẹp không? Bây giờ có ai đó rất là đẹp, rất là khả ái hấp dẫn, xong là bây giờ túm vào nột da của người đấy đi cho người khác nhìn thì còn đẹp không? Hay là bỗng dưng cái người đó đang rất là đẹp, thế là không may bị lửa nó cháy, nó cháy xém hết cả da mặt, da mũi, cháy xém hết cái da toàn thân, cháy hết rồi, đen tươi vui. Lúc đấy nhăn nhó nhăn nhau không còn cái gì nữa, thì lúc đấy mình còn thấy người có đẹp không? Thế thì cái người đấy đẹp là cái gì đẹp? Là cái da đẹp à? Hay là cái người đẹp
Thế là cái người nào mà nhìn xuyên thấu ở bên trong thì bên trong đó mình mà nhìn xuyên vào bên trong mình sẽ thấy ở trong đó có một đống là con giun, con sám này, con sâu, con bọ, con trùng, tiếp sống ký sinh ở khắp cơ thể của người đấy. Nhìn thấy người đó còn đẹp đâu, trên trong thì có phân mủ máu nước tiểu cả mọi thứ đây. Nên là mình sẽ thấy là cái đẹp là một cái ảo tưởng của con người. Thật ra trên đời không có một cái gì đẹp, nếu như mà một cái người dùng bằng trí tuệ để thấy thì sẽ không có cái gì đẹp, ở trên đời không có cái gì đẹp. Nhưng dùng bằng con mắt thịt để thả nhìn thì sẽ thấy có nhiều cái đẹp. Chính vì mình nhìn bằng cái con mắt thực, tức là nhìn bằng con mắt phàm tục, nhìn bằng các cái giác quan phàm tục thì mới khởi lên cái gọi là nhìn vào cái tịnh tướng, tức là nhìn vào cái vẻ đẹp ở hào nhoáng giả ở bên ngoài, nhưng mà bên trong rất là nguy hiểm. Nhất là bây giờ một cái người mà mình mà sống ở trong rừng không biết, có một số những cái loài cây nó có chất độc ấy, thì những cái gì mà nó có độc hại ấy, thì bên ngoài nó rất là đẹp. Có những cái loài hoa trông rất là đẹp, hấp dẫn, nhưng mà cái bên trong đó lại có một cái chất kịch độc rất là nguy hiểm, đụng vào là mình có thể sẽ bị trúng độc ở trên. Thì nó như thế, ở trên đời này những cái mà khoe ra cái đẹp ở bên ngoài sẽ ẩn chứa những cái độc hại ở bên trong, hay là những cái bất tịnh ở bên trong. Nhưng mà mình nhìn thấy xuyên suốt từ bên trong, bên ngoài vào trong thì mình sẽ là cái người có trí tuệ và mình không có bị đắm nhiễm, không có khởi lên cái tham ái chấp thủ. Thì cái người mà luôn luôn nhìn bằng cái mắt phàm tục thì các căn của cái vị đó đắm nhiễm với cảnh trần, vì căn nó đắm nhiễm với cảnh trần cho nên nó không có được nhiếp phục, không được chế ngự, cho nên cái vị đấy cứ nhìn thấy cảnh đẹp là cái mắt nó bị bắt vào cái cảnh đấy, và nó luôn luôn chạy theo cái cảnh đấy, nghe cái âm thanh hay là bắt đầu cái nó nắm tai nó đi theo cái âm thanh đó, và suốt ngày cái tâm của vị đó cứ chạy theo những cái dục này ở bên ngoài như vậy. Đấy là vì nhìn tịnh tướng thì vị đó không hộ trì được các căn. Cái người họ nhìn tịnh tướng thì sẽ không hộ trì được các căn. Thì cái người này sao lại nói là những cái người hưởng thụ như thế là bị ma uy hiếp này làm sao? Ma uy hiếp kẻ đấy như là cây yếu trước gió. Thì ma là cái gì? Bây giờ hỏi mấy cái người mà hay đi ăn chơi suốt ngày uống rượu hay là đi ăn nhậu ấy, có gặp ma bao giờ? Những người mà những cái bị mà ăn chơi trác táng ở trên đời, những cái người đấy có gặp ma không? Ma đúng vậy, thì ma là ai? Nên được bạn bảo người đấy bị ma uy hiếp. Ma là cái con ma tham dục ấy, nó uy hiếp làm sao? Nó làm cho cái tâm của vị đấy lúc nào cũng chìm đắm trong cái sự tham dục ấy. Đấy là ma sân hận. Nó uy hiếp cho cái người đấy chìm đắm trong cái sự sân hận. Ma si mê thì ở trên đời nó có mấy thứ ma. Nó có cái ma gọi là phiền não ma, tham sân si đấy là một cái loại ma. Và tử ma, thiên ma, ngũ âm ma thì những cái có những cái loại ma đấy. Có những đôi khi có những cái người mà tham dục quá thì một số con ma tham dục thì nó cũng sẽ phải lợi dụng vào mình để nó hưởng thụ ngũ dục. Thì nó cũng có những cái người như vậy. Những người mà tham dục thì sẽ bị những con ma tham dục nó bám theo. Ví dụ như là một số người ta sống, người ta nghiện rượu và người ta chết, người ta thành con ma hen, thành con ngã quỷ say rượu thèm khát. Thì lúc đấy nó thỏa mãn cơn thèm bằng cách này, bằng cái cách đó là nó phải đi theo những cái người uống rượu. Lúc vào uống rượu thì bắt đầu là nó bạn ấy nhập vào, nó cũng phải say sưa được một tí, nó hưởng thụ được một chút. Hay cái người mà tham đắm những cái cảnh khác nó cũng thế, như tham đắm hưởng thụ cảnh sắc, tham nghe hương vị xúc cũng thế. Cũng sẽ bị mấy cái con ma mà nó tham đắm đấy, nó chết mà nó sinh làm ngã quỷ,
mà thường thường những cái loài nào mà dính đến tham hay là ngã quỷ đó? Tham sắc thì cũng dính làm sinh làm ngã quỷ, tham sanh hương vị xúc tham ăn tham mặc đều dễ sinh làm ngã quỷ, mà những cái ngã quỷ này hay đi theo người, thế thì nó sẽ theo mấy cái người không tham thì nó có được cái gì không? Bây giờ con ma men ma xe rượu mà nó đi theo mấy cái người không uống rượu thì nó có được gì, nó đi theo ai đi theo làm chi, chơi mấy cái ông không uống rượu thì được cái gì? Vào chùa chẳng được uống rượu, mai không bao giờ bàn ở đâu, đến đâu thì có rượu uống chứ. Thế là nó sẽ đi đến cái chỗ nào có rượu ấy nó uống, cứ ai mà uống rượu thì sẽ có nhiều ma men theo ha. Ai mà cứ thích ăn ngon sẽ có mấy con ma tham ăn nó theo, ai mà thích mặc đẹp thì có mấy con ma tham sắc nó theo, đẹp thì nó theo. Ai mà cứ thích ngủ nghỉ mấy con ma tham ngủ nó theo, ai mà cứ thích cái gì thì có con ma tương ứng như vậy nó theo. Thì đấy là những ma nó uy hiếp, cho nên là cái người mà tham đắm một thời gian không làm chủ được mình nữa là vậy, không phải là mình tham nữa mà còn nhiều con ma khác nó tác động vào làm cho tham đắm đi. Vì vậy cho nên là phải chế ngư sớm, mà đến lúc mà bị mất chế ngư đi rồi là không còn làm chủ được nữa đâu. Không có chỉ các can là một thiếu tiên độ biến nhân chẳng tình cần mà uy hiếp, đấy là bị ma uy hiếp là vậy, như cái yếu trước đó. Pháp cú tám, ai sống quán bất tịnh khéo hộ trì các cam, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Ai sống quán bất tịnh thì quán bất tịnh là làm sao mà quán bất tịnh? Quán bất tịnh thì mà không uy hiếp được, mà còn có cái xương không hay còn chạy. Cái vị tỳ kheo mà ngồi quán bất tịnh này, quán bất tịnh này, cái vị đấy cứ ngồi quán sắc trên này, thì đấy là quán bất tịnh. Hay quán bất tịnh có nhiều cách quán bất tịnh. Cái người mà quán bất tịnh thì vị đó quán sắc trên cũng được, có thể là quán bằng ba hai thì trường cũng là quán bất tịnh. Vì đó quán thân này là tứ đại đất nước lửa gió cũng là quán bất tịnh, hoặc là quán bút xương, hoặc là có nhiều những cái pháp quán bất tịnh. Thì cái người quán bất tịnh thì các cái căn nó ni dục với các ảnh trần ở bên ngoài. Nếu khi mà mình đã quán bất tịnh rồi thì mình sẽ không có khởi lên một cái, mình sẽ thấy mọi thứ trên đời này nó đều là bất tịnh hết, không còn bị những cái cảnh đẹp ở bên ngoài nó cám dỗ nữa. Cái người đó ví dụ mình quán cái xác là bất tịnh, cái xác thân là bất tịnh, thì lúc đấy cái thân này đã là bất tịnh rồi thì những cái khác còn có ý nghĩa gì không? Cái thân này là bất tịnh rồi thì quần áo đâu còn ý nghĩa gì nữa, phấn son đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Lúc đấy thì mình còn không bị những cái cảnh trần ở bên ngoài nó lôi kéo ấy. Lúc đấy cái thân còn bất tịnh, nó muốn chi là mấy cái cảnh vật bên ngoài hoa hết đâu có sạch sẽ gì, quần áo đâu có sạch sẽ gì, nhà cửa son phấn này là sơn son thép bàn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mọi thứ nó trở nên bất tịnh hết. Thì cái vị đấy các căn nó thanh tịnh, tức là nó không có đắm nhiễm các trần cảnh, vì đó không có bị chạy theo cái ngoại cảnh ở bên ngoài này. Thì đấy là cái người quán bất tịnh, nó có cái tâm nó tự động nó ly dục như vậy, nó ly tham như vậy, nó diệt trừ luôn cả tham ái, diệt trừ hết những cái chấp thủ. Thì những người quán bất tịnh và hộ trì các căn, thì trong cái quán bất tịnh đấy thì các căn nó tự động nó thanh tịnh và nó tự động nó cũng hộ trì, nó hộ trì là nó không có ưa thích những cảnh trần ở bên ngoài nữa. Thì cái vị đấy sẽ không có cái thích cái chuyện là đi ngắm cảnh này đẹp cái cảnh kia đẹp nữa, vì lúc đấy trong cái tâm của vị đó mọi cảnh nó đều bất tịnh cả, nó không ưa thích cái cảnh gì, cái cảnh năm trần cảnh ở bên ngoài. Vì đó thì cái tâm mà nó thanh tịnh định tịnh thì cái tâm an trú, thì cái hộ trì các căn thì hộ trì bằng cái nào? Bây giờ mình có muốn có cái tâm mà nó thanh tịnh hay là muốn có cái tâm mà nó bất tịnh? Bây giờ mình muốn được hưởng thụ cho thỏa mãn những cái tham
của mình, hay là bây giờ mình muốn diệt trừ cái lòng tham. Bây giờ muốn hộ trì được các căn hay quán bất tịnh thì nó hai cái này nó luôn luôn phải đi song song với nhau. Ví dụ bây giờ mình muốn quán bất tịnh thì mình phải hộ trì các căn, mình phải nhắm mắt lại, mình phải ngồi độc cư, phải hướng tâm đến cái pháp bất tịnh, quán như là tử thi hay là sắc chết, hay là biện pháp quán về ba hai thể trưởng hay tứ đại đấy mình quán. Thì trong lúc mình quán như thế thì các căn được hộ trì. Trong khi mình quán bất tịnh mà cái tâm nó thể nhập được sự bất tịnh như thế thì các căn nó tự động nó ni tham với cảnh trần, và nó cũng sẽ tự động nó hộ trì. Cho nên là một cái người nào mà hành thiền xong khi xả thiền ra mình sẽ thấy đó là mình cảm thấy giống như là mình nó cứ đơ đơ với cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Tức là cái mức trước ấy, nó có một cái tâm đó là nó cắt căng, nó rất nhạy bén với ngoại cảnh. Đó là cái tâm nó luôn luôn muốn chạy theo ngoại cảnh, nó luôn quán ưa thích với ngoại cảnh. Thì khi một người mà hành thiền một thời gian tự nhiên mình sẽ thấy nhàm chán đối với ngoại cảnh. Ví dụ như là vị đó sẽ nhàm chán đối với những chỗ đông người, nhàm chán với những cái nơi mà nó có cái cảnh náo nhiệt, nhàm chán với cái mà trước kia mình yêu thích, mình đắm nhiễm, say mê, thì bây giờ nó lại trở nên nhàm chán. Những cái mà mình trước kia mà mình thích thú, mình muốn tham muốn, thì bây giờ nó lại trở nên là muốn xa lánh. Thì đấy là có cái tâm mà nó phát triển được định, nó phát triển về thiền quán về cái sự bất tịnh, là nó sẽ thấy mọi thứ là bất tịnh thì nó tự động nó nhàm chán. Chỉ các căn người nào có niềm tin, có sự tinh cần, nên là khi mà cái tâm một cái tâm mà ni tham nó khởi lên thì là lúc đấy là những cái tâm tịnh, những cái tâm cao thượng hay là những cái tâm thanh tịnh nó sẽ khởi lên. Khi mà cái tâm tham nó khởi lên thì đó là một cái tâm uế nhiễm. Còn khi một cái tâm ni tham nó khởi lên thì đó là một cái tâm thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh đấy nó là một cái tâm nó có cái đức tin, tức là có tín, có tấn, có niệm, có định, có tín, niệm, có tàn, có quý, có vô tham, có vô sân. Tức là cái người này sẽ có đức tin vào những cái điều cao thượng, có cái đức tin vào những cái điều cao thượng là cái con đường, tức là có đức tin vào cái con đường thiện này, con đường thanh tịnh là cái con đường sẽ đi đến cái sự an vui, và cái con đường ô nhiễm là con đường đi đến khổ đau. Thế đấy là cái vị đó tối thiểu là cũng sẽ có đức tin như thế. Vị đó cái lúc mà cái tâm thanh tịnh như thế, vị đó có những cái niềm tin rằng là cái con đường thanh tịnh này là con đường sẽ đi đến an vui, con đường này mới là con đường hạnh phúc, con đường này mới là cái con đường thoát khổ. Còn cái người mà đang khởi lên cái tâm tham, cái tâm mà nó đang tham đắm cảnh trần ấy, thì nó có biết là cái con đường này là con đường đi đến khổ đau không? Với cái người mà đang hưởng thụ ngũ dục say đắm với cái cảnh với cái cảnh trần ở thế gian, họ có biết rằng là mình đang say đắm này là mình đang đi đến đoạn xứ, đang đi đến khổ đau không? Cái lúc mà nó đang say sưa nó không biết gì hết, giống như một người say rượu, ông mà say rượu mà ôi đâu có chai, thì nó sẽ nói như thế, thì nó không biết gì cả. Cái người mà đang sống ở trong cái trạng thái say là mê, thì say si nó đi với mê, mê muộn, thì nó không có biết là mình đang mê. Cho nên là khổ, nhưng vì nó sẽ không biết là khổ. Cái con đường đấy là con đường đi đến cái bất hạnh, con đường đấy là đi đến khổ đau, nhưng vì nó không hề biết. Nhưng một cái người có cái sự an tịnh, có cái tâm thanh tịnh, vị đấy sẽ biết được rằng đây là cái nội tâm thanh tịnh, và cái nội tâm thanh tịnh này chính là cái con đường đi đến hạnh phúc an vui. Thì đấy là có cái niềm tin, và cái vị đó sẽ nỗ lực tinh tấn giữ gìn cái con đường đấy. Ví dụ như là bây giờ một cái người mà ngồi thiền mà bị nó quán pháp bất tịnh về tử thi, vì nó đắc được sơ thiền rồi, vì nó đắc được sơ thiền rồi, thì bây giờ mình bảo rủ cái vị đó là đi uống rượu,
đi chơi bời thì nó có đi không? Bây giờ đủ mấy người mà đã chứng được thiền rồi bảo đủ là bị đó đi chơi, đi ăn nhậu hoặc đi chơi bời để vui vẻ chỗ nọ chỗ kia, bị đó đi không? Vì nó sẽ không đi nữa, vì đó nhất định sẽ xa lìa cái cảnh hưởng thụ ngũ dục thế gian, vì đó biết được rằng là cái cuộc sống mà hưởng thụ về ngũ dục này là con đường đi đến khổ đau chứ không phải là con đường đến an vui. Và vì đó biết rằng cái con đường tu tập thanh tịnh này mới là con đường đi đến hạnh phúc, và vì đó sẽ không rời bỏ nữa. Vì nó có niềm tin thì nó sẽ có cái sự tin cần nữa. Nên là cái người nào phải đạt được cái sự thanh tịnh rồi thì mình mới có niềm tin. Những người nào chưa đạt được sự thanh tịnh thì cái niềm tin nó yếu. Cho nên là cái người chưa đạt được sự thanh tịnh thì vẫn có cái khuynh hướng đó là trở lại cái cuộc sống hưởng thụ một cái niềm vui ở thế gian. Chứ một cái người mà tâm đã đạt đến sự thanh tịnh, đã ni dục rồi thì nó không còn cái khuynh hướng muốn trở lại để hưởng thụ cái cuộc sống ở thế gian nữa. Đó là cái người có niềm tin và tinh cần, tức là vì nó sẽ tiếp tục nỗ lực trên cái con đường thanh tịnh đấy, và để đạt được cái sự thanh tịnh tuyệt đối thì thôi. Tức là mới quán bất tịnh thì vì đó mới chỉ gọi là ni tham ở cái mức tạm thời, mà vì đó đã cảm thấy một cái sự hạnh phúc do cái sự ni tham này nó sinh ra, thì đến khi nào vì đó có thể đạt được đến cái sự ni tham tuyệt đối thì nó còn hạnh phúc đến chừng nào nữa. Cho nên vì đó sẽ cố gắng tiếp tục tu tập để đạt đến cái sự ni tham tuyệt đối. Người này là ma không uy hiếp được. Mấy cái con ma tham dục, con ma sân hận, mấy cái con ma mà say đắm hưởng thụ ấy, nó không có thân cận với người này. Bởi vì người này không hưởng thụ cái gì cả. Cái người này chỉ có các cái bậc chư thiên thiện thần hộ trì hộ vệ ở cái xung quanh. Cái người này chỉ có các bậc thiên thần thiện thần luôn luôn hộ trì hộ vệ, chứ không có những cái ma quỷ hưởng thụ ngũ dục nó quấy nhiễu ở xung quanh. Nên cho nên là những cái bậc tu hành dù ở nơi nào cũng có những cái vị chư thiên và thiên thần hộ trì, và những cái vị thấy là thiện thần hộ trì cho vị đó đúng pháp, và cho nên là vị đó sống trong cái sự an ổn. Còn những người mà say đắm hưởng thụ ngũ dục ở thế gian thì các vị chư thiên thiện thần người ta có cần không? Có thân cận không? Vừa hưởng thụ ngũ dục, đắm nhiễm say rượu bê bết, rồi là tham đắm đủ các cái cảnh trần bên ngoài, hạnh Phật gia hộ cho con, Phật độ trì cho con, Phật độ cho con để con thoát khổ, có Phật nào dám gần không? Hồi quá chạy chỗ kia, chư thiên không dám đến, các Phật nhập niết bàn rồi, Phật chẳng biết gì. Nhưng mà các vị chư thiên thiện thần ấy, người ta thấy người này sống phóng túng buông nung, hưởng thụ hôi tanh bẩn thỉu, đến thì các ngài còn phải lánh đi chỗ khác. Cứ đến chùa là hôi hết cái chùa ai nắm chư thiên đâu có hộ trì được. Nhưng mà cái người này đi đâu cũng bị mấy con ma tham dục này bao bám xung quanh. Nên người nào quán bất tịnh thì cái người đấy sẽ thanh tịnh. Còn cái người nào mà nhìn vào cái tịnh tướng thì cái người đấy sẽ câu uế, cái tâm của người đó sẽ câu uế. Người nào luôn luôn quán là mọi thứ là bất tịnh thì người đấy sẽ, cái nội tâm sẽ thanh tịnh, cái người đấy sẽ trở nên cao thượng. Còn cái người nào mà lúc nào cũng thích đẹp, lúc nào cũng say đắm cái đẹp thì cái tâm của người đấy rất là câu uế, mà cái người đấy sống rất là hạ nhiệt. Và cái người đấy cứ dần dần đi xuống thì không đi lên. Và cứ như thế thì tất cả những chúng sinh như thế, thì những cái người mà ô nhiễm thì sẽ thân cận với những người ô nhiễm, mà người thanh tịnh thì thân cận với những người thanh tịnh. Những cái người thanh tịnh sẽ không thích gần gũi những người ô nhiễm, thì những người thanh tịnh mà gần gũi những người ô nhiễm không chịu được cái sự ô nhiễm, mà những người ô nhiễm họ cũng không thích gần những người thanh tịnh. Và những người thanh tịnh này sống khắc khổ và không chịu được. Vậy cho nên là hai cái hạng người sẽ tránh xa nhau. Thế thì các cái chúng sinh khác cũng vậy. Cái loại ma ô nhiễm thì nó phải thân cận với người ô nhiễm. Có ma nào ma thanh tịnh không? Không có ma nào thanh tịnh. Các bậc thanh tịnh chứ không có loại ma thanh tịnh.
Các bậc thanh tịnh thì có các hàng chư thiên cao thượng. Cho nên là những người thanh tịnh thì tự động ma sẽ tránh xa, còn những người ô nhiễm thì ma sẽ quấy đến rảnh xung quanh. Mai ai ô nhiễm thì cẩn thận ha. Còn ai ô nhiễm đâu. Quán bất tịnh vào, nếu mà ô nhiễm thì quán bất tịnh nhiều vào, chịu khó đi xem xác chết thì về một quán. Pháp cú thứ 9, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời quê trượt, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Ai là người mặc áo cà sa? Mặc áo cà sa là người xuất gia, cái người xuất gia mặc áo cà sa. Thì đi xuất gia nó có nhiều hạng người mà. Người đi xuất gia, ví dụ là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Ví dụ như là cái người đấy đi xuất gia mà không có cái mục đích là vì giải thoát. Người đó đi xuất gia nhưng mà không có diệt trừ những cái ô nhiễm phiền não tham sân si, thì cái người đấy không rời quê trượt, có nghĩa là cứ hưởng, tức là vẫn còn thích hưởng thụ năm ngũ dục và ngũ dục trần cảnh. Thì đấy là người xuất gia nó rời quê trượt. Cái quê trượt chính là cái ngũ dục lục trần, thế là quê trượt. Ví dụ như mà tham đắm một cái sắc đẹp thì cái sắc đẹp đấy là uế trược. Tham đắm một cái âm thanh mùi vị, tất cả những cái cảnh trần này thì những cái đấy là uế trược. Còn thích hưởng thụ cái đấy, và cái uế trược chính là cái tham sân si, đấy là uế trược. Rồi uế trược không tự chế, tức là vị đó không chế ngự, là một cái người mà không có cái sự chế ngự mà sống, tức là vẫn có cái sự phóng dật, lung lung phóng túng. Thì ví dụ về thân mà vị đó không chế ngự thì vị đó không có cái oai nghi, không có cái oai nghi, cái hình tướng của một người xuất gia. Những người xuất gia thì vị đó vẫn phải ngoài cái sự tu tập để đoạn trừ phiền não tham sân si ra, vị đó phải có sự chế ngự, phải học những cái pháp. Tức là vì đó phải có cái hình tướng, có cái tướng mạo trang nghiêm tề chỉnh. Thì cái vị đó phải chế ngự từng cái hành động cử chỉ, đi phải đi trong chế ngự, đứng trong chế ngự, nằm trong chế ngự, ngồi trong chế ngự, ăn trong chế ngự, ngủ trong chế ngự. Vị đó nói năng cười nói, tức là tất cả những cái ngôn hành của vị đó đều được nằm ở trong chế ngự. Đấy là cái người xuất gia luôn luôn phải có cái sự chế ngự như thế. Và cái pháp chế ngự về các cái uy nghi tế hành nó sẽ rất là cao. Từ tất cả nó đều nằm ở trong phép tắc, nên là đều nằm ở trong luật nghi. Nên vì nó phải học luật thì vì nó sẽ có những cái oai nghi cử chỉ ở bên ngoài. Cũng là một cái người, ví dụ người tại gia, người vị đấy cũng có thể tu tập giới định tuệ, nhưng mà không đòi hỏi cái sự chế ngự phải cao như người xuất gia. Có thể là người xuất gia thì có thể là có những vị tu chứng đắc đến đạo quả, nhưng mà có thể là có những cái oai nghi cử chỉ vẫn không đẹp, vì là thiếu đi cái sự chế ngự, thiếu đi cái sự thu thúc về các cái oai nghi tế hạnh, tức là có những cái oai nghi rất là nhỏ nhặt cần phải được tế ngự, cần phải được rèn luyện. Nhưng có những vị tu vẫn chứng đến đạo quả A-la-hán, nhưng mà những người ở xung quanh người ta vẫn rất khó chịu với những người đấy, bởi vì những cái vị đó vẫn có những cái ngôn hành, những cái lời nói hay những cái hành động phóng túng, những cái tập khí, những thói quen nó không được trang nhã, không được đẹp. Nên là người xuất gia nó có cái pháp của người xuất gia. Đức Phật dạy người xuất gia rất là kỹ về cái oai nghi cử chỉ. Vì vậy cái việc đầu tiên là vào chùa là phải tập để có những cái ngôn hành hay là có những cái oai nghi của một người xuất gia là cái pháp đầu tiên. Người ta hoàn toàn nó phải khác với người thế tục, ví dụ như từ cái đi đứng nằm ngồi, vị đó luôn luôn phải trang nghiêm ở trong cái khuôn khổ, chứ không có phóng túng bừa bãi. Từ cái nói năng đi lại thì tất cả nó đều nằm ở trong cái khuôn khổ ấy. Thì đấy là có cái sự chế ngự như vậy, vì nó luôn luôn sống chế ngự cho đến khi nào nó thuần thục thì thôi. Nó giống như là một cái con thú hoang mới thu phục về, mình phải dùng dây
cột chói nó, roi để đánh nó. Thì cái người mới tập tu cũng vậy, cái vị đó luôn luôn phải bị quản thúc bởi mình hoặc là một cái vị thầy, luôn luôn phải quản thúc vì đấy, luôn luôn phải nhắc nhở và luôn luôn phải đôi khi là phải có những cái sự trách và có những cái hình phạt. Nên là cái người mới xuất gia có rất nhiều hình phạt để áp lực cho vị đó, vì đó mà có làm những cái điều sai trái có thể đem cái luật nghi ra để xử phạt của vị đó. Thì đấy là rèn luyện cho cái tính hoang dã ở cái tức là cái tập khí và thế tục nó phải hết đi, và cái vị đó phải trở thành một cái người tu tập mà nó phải có cái mẫu mực, có cái oai nghi, mình mẫu mực thì để nó khác với người thế tục, là từ cái hình tướng, từ cái oai nghi và từ đến cái thân khẩu ý nó phải khác với người thế tục. Đấy là cái người xuất gia như vậy thì nó mới xứng đáng, đấy gọi là người xứng đáng với áo cà sa. Nên có những người xuất gia nhưng mà vẫn chạy theo cái thế gian, tức là vị này vẫn làm những cái việc giống như là của người tại gia, ví dụ như cái oai nghi cử chỉ, những cái lời nói hành động của vị đó vẫn giống như là một cái người thế tục, vị đó vẫn nói những cái lời thô tháo hay là nói những cái lời tục bậy. Ví dụ như là có những người có thể khi chưa đi xuất gia thì có những cái thói quen đó là nói năng tục bậy, thích gây sự, nói lớn nói to hay là cười đùa nhảm nhí, thì đấy là những cái hành động của người thế tục, và đi xuất gia thì đó phải dứt bỏ cái điều đấy. Thì vì đó cần phải có cái sự chế ngự để dứt bỏ cái điều đấy. Còn nếu như không chế ngự được những cái điều đấy thì cái vị đó gọi là cái có được cái hình tướng xuất gia nhưng mà cái tâm nó không phải là xuất gia. Vậy cho nên là có cái người mà thân đi xuất gia mà tâm không xuất gia, thân thì mặc áo cà sa nhưng mà tâm thì vẫn là cái tâm của người thế tục. Nhưng mà cũng có một số người người ta không mặc áo cà sa nhưng mà có cái tâm xuất gia, có cái sự chế ngự, có cái oai nghi, có cái cử chỉ, nhưng mà người đó vẫn không được gọi là người xuất gia, bởi vì cái vị đó không có cái hình tướng của người xuất gia thì nó vẫn là người tại gia. Người xuất gia thì phải có cả hai mặt như vậy, phải vừa là cái tâm xuất gia và vẫn phải vừa phải rèn luyện để cho nó phù hợp với cái hình tướng, cho nó phù hợp với cái hình tướng của mình người xuất gia. Thế cho nên là người xuất gia sẽ có nhiều cái công phu hơn, để cái công phu cần phải rèn luyện nhiều hơn, cần phải thay đổi nhiều hơn. Vì vậy cho nên là trong xã hội có rất nhiều người nhưng rất ít người có thể đi xuất gia được là vậy. Bởi vì đi xuất gia bị thay đổi rất là nhiều, không những nó thay đổi về hình tướng mà còn phải thay đổi về cái uy nghi, cái cử chỉ, cái tính cách, thay đổi cái cách đi đứng nằm ngồi, thay đổi cách nói năng, rồi đến thay đổi cái nội tâm, thay đổi tất cả những cái thói quen, thay đổi rất nhiều thứ như vậy. Cho nên là nhiều người mệt mỏi và đi xuất gia rồi cảm thấy không thể nào mà duy trì thêm được, cũng cho nên là có người phải trở về hoàn tục như vậy. Hoặc là có người thấy cái cuộc sống đi tu thấy nó gian khổ quá, sợ không dám tu, hay là rất nhiều người bố mẹ mà có con cái mà ít người dám cho con cái đi tu bởi vì sợ nó khổ mà nó không theo được. Nên là cứ thấy con cái đi tu là phải bắt về bằng được, bắt nó phải sống một cái cuộc sống thế tục như mình. Nhưng mà vì vậy cho nên là chỉ có những cái người nào mà có một cái nguyên lực rất là mạnh mới đi tu được. Ví dụ cái người mà đi tu được ở đời này, nếu như mà chưa có cái phát nguyện ở trong đời quá khứ không thì cái đời này tu không trọn vẹn được. Thường thường là những cái người nào mà đã tu tập mà ở cái đời này mà cái người đó có thực hành thiền mà có thể quán lại được thì những cái kiếp trước của mình, thì chắc chắn sẽ thấy ở cái thời điểm cận tử nó sẽ đi đến một cái nơi phát nguyện, là còn bao kiếp sau tôi sẽ trở thành một người tu tập. Thì thường thường những người đến tu tập mà khi quán về cái nghiệp cận tử, kiếp trước nó đều có một cái ước nguyện như vậy. Vậy thì chỉ có những người mà đã có cái phát nguyện từ quá khứ thì cái kiếp này nó mới
thôi thúc cho cái vị đó từ bỏ được cái cuộc sống thế tục để đi xuất gia. Còn lại cái người nào mà chưa có cái phát nguyện đấy thì hầu như kiếp này không tu được. Và kiếp này thì đó thường thường là phải làm một cái tạo những cái thiện nghiệp phát nguyện. Nếu người nào muốn tu tập ấy, thì phải phát nguyện. Ví dụ người nào mà bây giờ mình chưa tu tập ấy, thì phải phát nguyện. Khi mỗi khi mình làm một cái việc gì mình phải phát nguyện là mong cho tôi kiếp sau đi xuất gia và chứng đắc niết bàn. Khi mình lễ Phật hay tụng kinh hay ngồi thiền xong mình khởi lên cái ước nguyện như thế, mà đến cái lúc cận tử nghiệp, tức là đến cái lúc mà mình cái giờ phút năm chung, cái giờ phút cận tử hấp hối mình sắp chết, mà cái tâm đấy nó còn khởi lên, cái ước nguyện này nó còn khởi lên, thì cái kiếp sau mình mới đi xuất gia. Nhưng mà kể cả mình có ước nguyện đấy, nhưng mà cái lúc cận tử nó không khởi lên thì cái ước nguyện này nó không mạnh. Nên gọi là cái ước nguyện nào nó phải đi kèm với cái tâm cận tử của mình thì ước nguyện nó mới mạnh. Mà cái ước nó khởi lên với tâm cận tử chứng tỏ rằng là mình đã ước nguyện cái điều đó rất nhiều lần. Và cái ước nguyện nó trở nên nó rất là thuần thục mạnh mẽ rồi. Thì lúc chết cái tâm mình nó mới hướng, nó bắt vào cái tâm đấy, nó bắt vào cái ước muốn đấy. Nên là người nào muốn xuất gia thì phải có phát nguyện, phải có ước nguyện. Cái ước nguyện đó nó mạnh thì kiếp sau mình sẽ tu trọn vẹn được. Còn nếu mà cái ước nguyện nó yếu thì mình sẽ tu nó sẽ đi dở dang. Người nào mà chưa phát nguyện thì hầu như đường này không có đi được. Nên là phải phát nguyện thì mới đi được. Thế là mình đi xuất gia nó có ước nguyện như thế. Và cái người nào có cái khuynh hướng về làm trong sạch cái nội tâm thì đi xuất gia mình mới, tức là có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn. Ví dụ như là bây giờ mình thấy mấy cái nhà sư đi tu an nhàn lắm, không phải làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn ngồi chơi, có người cũng già vậy, mình ước nguyện đi tu để khỏi phải vất vả. Nếu mình mà đi tu với cái ước nguyện như vậy thì mình sẽ trở thành cái ông chư này. Ông chư mà đang giơ tay lên trời hò hét ấy. Nó còn theo tùy theo ước nguyện, ước muốn. Nếu như mình mà ước muốn là mình có cái trí hiểu biết là đi xuất gia là để đoạn trừ phiền não tham sân si để chứng đắc niết bàn, thì lúc đấy mình sẽ là ông sư này, ngồi đây. Còn nếu như là mình đi xuất gia để khỏi phải làm gì, cứ mặc áo cà sa là có cơm ăn rồi, thì lúc đấy mình sẽ, thì cái người đấy sẽ tu với cái tâm không có thật thà, không chân chánh, gọi là tu để cho ăn phận thủ thường thôi. Còn những người rời bỏ quý trưởng, giới luật kéo nghiêm trì, tự chế sống chân thực, thật thương áo cà sa, thì cái người đấy phải có ước muốn. Khi khởi lên cái ước muốn đi xuất gia thì phải kèm theo cái ước muốn chứng đắc niết bàn, ước muốn được giải thoát, ước muốn được đoạn trừ phiền não tham sân si. Có khởi lên cái ước muốn như vậy thì lúc đấy đi xuất gia vị đó mới nghiêm chỉnh thực hành giới định tuệ, và vị đó sẽ sống có cái sự chế ngự ở các căn, vị đó mới phát triển được cái trí tuệ giác ngộ, vị đó mới thật sự làm trang nghiêm cái hình ảnh của cái người xuất gia, nên người còn là tự chế sống chân thực, thật sự nào khá xa. Thế bây giờ ai đến xuất gia, ai muốn đến tu tập, ai muốn đến xuất gia thì chỉ cần hỏi người đó là đi xuất gia để làm gì, mục đích gì, tại sao lại muốn đi xuất gia, và cứ hỏi như thế sẽ có người nói là còn ngoài đời khổ quá, xuất gia cho đỡ khổ. Thì chắc chắn thì nó sẽ đi xuất gia và chỉ có ăn chơi hưởng thụ. Còn chỉ có những người nào vì cuộc đời mà bề khổ đi xuất gia để giải thoát khổ đau sinh tử, thì cái người đấy sẽ là cái người chân chánh xuất gia. Cái người đấy sẽ không có ham hưởng thụ những cái danh lợi lợi dưỡng, danh vọng lợi dưỡng, vì nó sẽ coi những cái đó là một cái giả tạo, và chỉ hướng đến cái mục đích của mình là mục đích giải thoát cực sinh. Thì mình muốn ai đến tu cũng phải hỏi người đó tu vì mục đích gì. Pháp cú 11, không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân.
chúng không đạt chân thật do ta tự tại. Thì đây là cái pháp cú này nó nói đến cái chánh tà. Cái pháp cú nó nói về chánh và tà. Chân ở đây là chân chánh, chân thật, cái chân thật mà không chân thấy không chân. Cái nhưng có những cái mà nó không thật mà mình tưởng là thật, cái không chân mà mình tưởng nó là chân thật. Như có ở trên đời này có rất nhiều cái mà nó không đúng, nó không như thật mà mình tưởng nó như thật. Thì cái gì thấy cái không chân mà mình tưởng là chân thật. Ví dụ cái đấy là sai mà mình tưởng nó là đúng. Thấy cái sai mà mình cho là đúng thì đấy là cái không chân mà mình tưởng là chân thật. Ví dụ như là bây giờ có cái người mà làm cái việc ác mà mình lại tưởng nó là cái thiện ấy. Ví dụ như là bây giờ những cái pháp mà không chân mà tưởng thật, ví dụ như là cầu xin. Ví dụ ở trên đời này người ta sống với cái giả tạm rất là nhiều. Ví dụ như là đem cái giả mà cầu cái thật, đem cái bất thiện mà cầu cái an vui này, hay là đem cái khổ đau để cầu cái hạnh phúc, gieo rắc cái nỗi khổ đau để mình cầu hạnh phúc. Ví dụ như là có những cái người người ta nghĩ là muốn an vui hạnh phúc thì cần phải có sự tế lễ, sẽ có các vị thần ban cho mình, thì đấy là không chân. Về chân thật trong cái tế lễ đấy thì đó sẽ làm những pháp bất thiện, sát sinh, rồi là làm những cái việc khổ cho mình, cho người, làm những cái pháp giả mà lại cầu những cái pháp thật, thì đấy là một cái điều ảo tưởng. Hay là có những cái pháp không chân tưởng là chân thật, như là có những cái tà pháp ở trên đời, có rất nhiều những cái tà pháp. Đã cứ tin là có cái sự cầu nguyện hay có sự linh ứng, có cái sự hiệu nghiệm. Có ví dụ như là niệm Phật Di Đà chết sinh về cực lạc. Có nên là bây giờ bảo người chết rồi cũng phải cúng giấy tiền và mã nó kia, điều đó cũng là những cái không chân tưởng chân thật đấy. Có rất nhiều những cái pháp không chân mình tưởng chân thật, cũng ở trên đời có nhiều cái như vậy. Hay là mình tạo những cái nỗi khổ đau mà mình tưởng cái đấy là hạnh phúc, như là khi mà mình tế lễ mình sát hại những cái sinh mạng của người khác, rồi là mình lại cầu mong cho mình được an vui hạnh phúc, cầu mong cho gia đình con cái, cho bà tổ tiên được an vui hạnh phúc. Đấy là những cái pháp mà không chân, không đúng, không thật mà mình lại tưởng là thật. Đấy, không chân tưởng chân thật thì có rất nhiều cái pháp như thế. Còn ngoài ra còn những cái pháp không chân tưởng không chật mà nhìn bằng cái con mắt thường ở thế gian này, ví dụ như là cái thân con người nó có thật không, con người nó có thật không, thân năm uẩn này nó là cái gì. Ví dụ thân năm uẩn này mình tưởng nó có con người thật, ví dụ như là thấy người khác người ta mặc đẹp, mình bảo người này đẹp quá, thì người đó có thật không? Nó không có cái gì là đẹp đấy, phân tích mổ xẻ nó ra. Vậy thì trên đời này nó tất cả những cái, mọi cái nó đều là giả tạo. Mọi cái trên đời những cái gì có hình tướng thì nó đều là hình tướng giả tạo, chứ nó không có thật. Cái nhà này nó có thật không? Cái nhà nó không thật. Cây cối thành phố ruộng vườn bàn bạc nó có thật không? Tất cả không có cái gì trên đời này là thật, mà nó chỉ là một tất cả mọi thứ nó chỉ là giả tạo. Nó giả tạo cho nên là nó có cái sự biến hiện, tức là nó xuất hiện rồi nó sẽ biến mất. Tất cả mọi thứ trên đời này nó có cái sự xuất hiện rồi nó đang bị hoại diệt dần dần, rồi nó biến hiện từ cái này sang, biến hiện sang cái khác, cho nó không có cái gì nó là thật nguyên bản của nó cả. Ví dụ như là bây giờ cái quần áo mình đang mặc nó có vẻ là quần áo thật không? Trước kia này nó là những cái chất liệu khác, nó là lông cừu hay là nó là tơ tằm hay nó là những cái chất liệu mà người ta làm bằng cái vật chất gì đó, cho nên bắt đầu người ta mới chế tạo nó ra. Nhưng mà hôm nay mình nhìn nó như thế này, nhưng ngày mai nó còn thế này không? Ngày mai nó đã bị khác đi rồi, ngày mai bắt đầu nó xuống màu rồi, nó xấu đi, nó cũ đi rồi. Hôm nay nó là áo, ngày mai nó là cái rẻ nâu chân nâu rồi là mình vứt đi rồi. Thế thì nó cũng thế, hôm nay mình còn ở đây
nhưng mà có thể là vài năm nữa mình đã ra nghĩa địa rồi. Lúc đấy mình đã nằm ở dưới một cái tấm mồ, buồn cười thật đấy. Đang sống ở trên chờ thế này mà chẳng mấy tí nữa người ta sẽ mang mình ra ngoài cổng người ta chôn vùi xuống đất. Vậy thì cái gì ở trên đời này là thật, không có cái gì là thật hết. Cho nên là cái nó không thật mà mình tưởng là thật, đấy là một cái sai lầm. Mọi thứ ở trên đời nó cũng đều như thế, không có cái gì thật, cái gì nó cũng là giả hết. Những cái không chân được chân thật thì là tất cả những cái mà mình đang ưa thích, mình đang yêu quý này. Tại sao mình lại yêu quý và mình ưa thích nó? Những cái mà mình đang bảo vệ, những cái mình mình đang nâng niu chiều chuộng này, nó có thật không? Tất cả những cái đấy vì nó, mình tưởng nó là thật cho nên mình mới yêu, cho nên mình mới say mê, cho nên là mình mới giữ gìn, cho nên là mình mới đi tìm kiếm. Nhưng nếu như mình biết nó là không thật thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ thản nhiên tự tại với mọi thứ, cái gì có duyên thì nó đến, hết duyên thì nó đi. Đâu có vẻ bận tâm mà cứ phải đi tìm kiếm cái này cái kia, sống cuộc đời sao phải khổ thế, phải yêu quý giữ gìn chứ không được sinh ra hận thù oan trái nhau. Thì mọi thứ ở trên đời chỉ sống với cái tưởng sai lầm cho nên là nó khổ. Cái cuộc đời nó là vui hay là khổ? Vì những cái người mà đang nhảy múa ca hát này là làm sao? Người ta thấy rằng cuộc đời này người ta yêu đời quá phải không? Sống yêu đời quá nên là phải thấy cuộc đời này nó là đấy, cái cuộc đời này nó vui như thế nên là người ta đang hưởng thụ những niềm vui của cuộc đời, cho nên là người ta nhảy múa ca hát ca ngợi tán thán với cuộc đời này. Thì cuộc đời này nó như thế, bây giờ người ta nhảy múa như thế này, đêm về bắt đầu toát mồ hôi ra, nằm chảy rãi ra, thối ơi là thối, bẩn ơi là bẩn. Thì những chính vì vậy cái đêm mà Đức Phật đi Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia đấy, buổi chiều hôm đấy suốt ngày ngồi nghe mấy người này ca hát, đến đêm mà họ nằm ngủ bắt đầu họ mồ hôi mồ kê rồi nước dãi nước miếng nó chảy ra, một mùi môi hôi thối nó bốc lên khủng khiếp. Thấy là cái cuộc đời này nó giả tạo, đấy là người ta đang vui trên cái khổ mà lại cho là vui, vui trên tham dục vui mà khổ. Nên người ta không biết cuộc đời là về khổ. Ví dụ như là những cái người mà người ta đang sống ở trong một cái ngôi nhà nó bốc cháy nhưng mà người ta cứ nhảy múa ca hát như thế này thì lúc đấy người khác sẽ nghĩ gì? Thế mà cái lũ điên này chạy nhanh, không có lửa nó cháy chết hết bây giờ. Có phải không? Thế bây giờ mình đi vào một cái nhà nào đó mà lửa đang cháy ở trên đầu mà mấy người trong nhà cứ ôm nhau nhảy múa, múa hát hò, thì lúc đấy thì cái người mà thấy lửa cháy thì sao? Chúng mày sắp chết đến nơi rồi, đứng đấy hả, chạy nhanh. Thì bây giờ cái bậc có trí tuệ thì thấy cái chúng sinh trong tam giới làm sao? Mình đang bị cái lửa già nó chết, nó đốt cháy từng giờ từng phút, chạy nhanh chạy vào chùa tu đi, chết hết bây giờ. Chết làm sao? Chết là đọa xuống địa ngục ngã quỷ chúng sinh đấy. Thế mà có ai nghe lời không? Nghe cứ thích nhảy múa ca hát thế này chưa? Tại sao lại thế chứ? Thì sống ở trên đời là sống với cái điên đảo như thế. Cái khổ mà mình cho là vui, cái giả thì mình cho là thật. Bởi vì cái tâm của con người sống với cái ảo tưởng và quen này đấy, chúng không đạt chân thật do tàn tư tà hạnh. Đấy là do những cái tà nghiệp nó che lấp. Tư là cái sự tạo những cái nghiệp bất thiện, hạnh là sống với những cái hạnh bất thiện. Sống với cái hạnh bất thiện nó quen rồi, tạo nghiệp bất thiện nó quen rồi. Bây giờ không sống được với cái chân thật nữa, sống với cái giả, sống với cái ảo nó quen rồi. Bây giờ vào sống với cái thật nó không chịu nữa. Đấy là những cái người này, sống ở đời là sống với cái điên đảo. Cuộc đời thì vô thường nhưng cứ nghĩ là còn sống, còn đời còn dài. Bây giờ bảo là tu nhanh lên nó không kịp mà tôi còn trẻ mà, năm nay mới có 70, 60 nó chị. Người 70 cũng bảo cũng còn phải thêm vài năm nữa, sống ở đời thêm vài năm nữa, cứ như thế cho đến lúc
mà ốm đau bệnh tật này bây giờ không kịp tu nữa rồi, nên là để kiếp sau. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Nên cái người đấy là hai hạng người, một người là biết chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Cái người đạt được chân thật là do chánh tư chánh hạnh. Thì cái người mà chân thật biết chân thật ấy, thì biết được là cái nghiệp để thì nó để là cái quả, tức là nhân nào thì nó ra quả đấy. Cái người mà biết được cái nghiệp nhân, biết được cái luân hồi, biết được cái nghiệp báo, thì cái người đấy là người biết được cái sự chân thật. Chân thật biết chân thật, mà không chân thì biết nó không chân, tức là gieo nhân nào nó ra quả đấy. Đấy là một cái sự biết tương đối. Còn cái sự biết tuyệt đối thì là biết được mọi cái khác ở cái mức gọi là cái sự thật là tối hậu, cái sự thật tuyệt đối. Cái người mà có cái trí tuệ biết được cái sự thật tuyệt đối, vì đó sẽ thấy là con người không phải là con người, mà con người chỉ là năm uẩn tứ đại đất nước lửa gió. Chư thiên không phải là chư thiên, vì chư thiên cũng là tứ đại đất nước lửa gió. Chúng sinh không phải là chúng sinh, bởi vì tất cả chúng sinh chỉ là tứ đại đất nước lửa gió. Cho nên là có những cái mà cái bài pháp mà Đức Phật nói không có chúng sinh không có tự ngã như vậy, tất cả chúng sinh đều không có cái tự ngã, không có cái sự thật. Thì tất cả vạn vật ở trên thế gian này nó không có cái tự tính của nó, nó không có cái hình tướng, nó không có như vậy, mà cái tự tính của nó đó là cái sự cái tính sinh diệt, đó là nó cứ sinh lên và diệt đi. Tất cả vạn vật ở thế gian nó chỉ là danh và sắc. Ví dụ như các cái pháp chân đế thì sắc pháp chân đế nó sinh lên và nó diệt đi, các cái danh pháp chân đế nó sinh lên và nó diệt đi. Thì cái sinh diệt đấy là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đấy là khổ, cái gì vô thường khổ thì cái đấy là vô ngã, không có tự ngã. Thì là cái người đấy là biết được cái sự thật là tuyệt đối. Còn cái người mà hiểu được cái sự thật tương đối là biết về cái tính nhân quả, nhân duyên, quả báo, mà nó cũng là người biết sự thật ở cái mức tương đối. Còn cái người mà không biết về cái sự nhân quả, hay là không biết cái sự thật tuyệt đối, thì cái người đấy là cái người bị vô minh nó chen lấp, bị tham ái chấp thủ nó trói buộc ở trong luân hồi. Nên cái người biết chân thật thì cái người đấy cần phải tu tập trí tuệ thì mới biết chân thật. Thế thì chỉ có khác nhau giữa người mê và người trí. Cái người si thì luôn luôn không hiểu biết sự thật và hiểu biết sai sự thật. Cái người trí thì hiểu biết đúng với sự thật. Thì ở trên đời nó chỉ có hai cái pháp, đó là một cái pháp chế định và một cái pháp gọi là cái pháp chân đế. Thì cái người ta sống theo cái pháp chế định ở thế gian, mà người ta lại nghĩ là cái pháp chế định đấy là thật, thì là cái người đấy là không có giác ngộ. Ví dụ như là một cái người mỗi người có một cái tên, nhưng mà cái tên đấy là giả hay là thật. Một người mà có cái tên của mình chỉ là đặt để gọi chứ không phải là thật, thì tất cả những bệnh thì đấy là cái danh, nó cũng chỉ là giả. Tất cả những cái hình tướng khác nó cũng thế, nó cũng chỉ là giả tạo. Thế là mình phải đặt cho cái mỗi một cái bệnh đấy nó có một cái tên khác nhau để gọi. Ví dụ đặt cho cái này là đất, đặt cho cái kia là nước, đặt cho cái kia là lửa, là gió. Nhưng mà đất nước lửa gió nó có là đất nước lửa gió, thì nó chỉ có cái tên đấy thôi, nhưng mà nó không còn. Vậy thì một cái người có trí tuệ là hiểu ra cái bản chất của nó. Đất nó có cái đặc tính là cứng, nặng, mềm. Nước nó có đặc tính là chảy, lửa nó có đặc tính là nóng, gió nó có đặc tính là đẩy. Thì mấy cái đấy mới là cái sự thật tối hậu của nó. Còn những cái danh nghĩa kia nó chỉ là cái giả danh, là cái quy định, cái đặt ra như thế thôi. Thì sống ở trên đời này cũng thế, người ta đặt ra nhiều cái quy luật, nhiều cái quy định khác nhau, và mỗi người chấp thủ vào cái điều đó, chấp thủ vào những cái quy định đó. Và sống ở trên cuộc đời thì là sống với cái pháp chế định, và mình tưởng cái pháp chế định đấy là thật, thì mình sẽ là một cái người hiểu sai. Còn cái người sống với pháp chế định, mình biết đây là pháp chế định, đây là cái pháp chân thật, đây là pháp chân đế, thì cái người đấy sẽ có trí tuệ chân thật, thì nó biết là chân thật.
Cái gì không chân thật thì nó biết là không chân thật. Người đạt được chân thật do chánh tư, chánh hạnh. Chánh tư là về tạo những cái nghiệp thiện, là do có cái chánh tư, là tư là những cái hành động tạo nghiệp. Ví dụ người đạt được chân thật đấy, vì đó phải có cái sự tu tập. Thì cái sự tu tập đấy nó là một cái hành, một cái tâm sở tư, tư nó khởi lên. Đó là vị đó cái văn tư, văn tuệ, tu tuệ và tư tuệ. Văn tư tu thì vị đó có những cái hành động về tu tập, thì cái hành động tu tập đấy là tư. Và những cái hạnh lành, những cái hạnh như là giữ giới, hành thiền, đấy là những cái chánh hạnh. Thì vị đó sẽ đạt được cái trí tuệ, thấy được những cái pháp chân thật. Đấy là giữa hai pháp chánh và tà. Đến câu Phật thứ 12.